đại chúng niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Hôm nay sẽ ôn tập lại tất cả cái phần bài học về nghiệp và quả của nghiệp. Tất cả những hành động của thân, khẩu, ý của mình, tất cả những cái hành động mà nó có cái sự cố ý, có cái sự chủ động thì gọi là tâm sở tư. Tâm sở tư là cái tâm sở đốc thúc tất cả các cái tâm hành cùng là một phận sự. Cái tâm sở đấy là tâm sở tạo nghiệp. Có khi thì cái tâm của mình nó kết hợp với thân, nó tạo những nghiệp thuộc về thân. Có khi tâm của mình nó kết hợp với khẩu, nó tạo nghiệp thuộc về khẩu. Có khi cái tâm của mình nó không kết hợp với thân, cũng không kết hợp với khẩu, thì nó tạo những nghiệp thuộc về ý. Tất cả những cái gì có sự cố ý, hành động, cố ý suy nghĩ đều đã trở thành nghiệp hết. Đấy, nó tạo cố ý khởi lên một tâm hành gì, thì cái tâm hành đó là được gọi là nghiệp. Có thể là nghiệp thiện, có thể là nghiệp bất thiện, có thể là cái nghiệp duy tác, không thiện, không ác. Có những nghiệp như vậy. Đến được cái định nghĩa của nghiệp. Nghiệp có nghĩa là tâm sở tư. Đây là tất cả những cái hành, tất cả những tâm hành có sự cố ý, những hành động, lời nói, ý nghĩ, có cái sự chủ động, sự cố ý, đều được gọi là nghiệp. Nghiệp thì nó có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp duy tác, là cái nghiệp không thiện, không ác. Có ba cái loại nghiệp như vậy. Cho nên gọi là nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen, không trắng. Khi mà nghiệp thì nó là cái nhân và nó sẽ để lại cái quả của nghiệp. Thì nó gọi là nghiệp trổ cho quả. Thì nghiệp đen thì cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp không đen, không trắng thì cho quả không đen, không trắng. Có nghĩa là nghiệp thiện thì nó cho quả an lành, nghiệp ác thì nó cho quả khổ đau, nghiệp vô ký thì không cho quả. Thế là cái định nghĩa về nghiệp. Thứ nhất nói về nghiệp là có bốn nghiệp, phân loại nghiệp. Thứ nhất là để phân loại ra thành các cái loại nghiệp khác nhau. Và nó, nghiệp nó có các cái phận sự. Phận sự của nghiệp khác nhau thì nó có bốn loại nghiệp được phân theo phận sự. Phận sự tức là cái chức năng, cái nhiệm vụ của nó. Các cái nghiệp nó có chức năng, có nhiệm vụ, có cái phận sự khác nhau. Và nó được chia thành bốn loại phận sự của nghiệp. Mỗi người mình có một cái công việc, nhiệm vụ khác nhau. Thì cái nghiệp cũng vậy, khi mình tạo tác vậy, nó được chia thành các cái phận sự. Đó là có cái nghiệp thì nó có cái công năng, đó là để sinh quả. Tức là nó sẽ hướng dẫn một chúng sinh đi tái sinh về một cái cõi nào đấy. Gọi là nghiệp sinh quả. Nghiệp là nó để sinh ra quả. Có những cái nghiệp thì nó không có làm cái nhiệm vụ là để đưa một chúng sinh đi tái sinh, mà nó sẽ trở thành cái nghiệp hỗ trợ cho cái chúng sinh đấy. Hỗ trợ như là cái mình sinh được lại cõi người này thì nó chỉ có một nghiệp làm nhân đưa mình đi tái sinh lại làm người, còn lại vô số vô vàn những cái nghiệp khác nó trở thành những nghiệp hỗ trợ, nó làm cho mình sống ở trong cái cõi người này, được duy trì cái mạng sống, cái đời sống của mình có thể duy trì được, tồn tại được là nhờ có những cái nghiệp hỗ trợ. Cho nên là có những cái lúc mình gặp những cái điều may mắn, có lúc mình gặp những cái chuyện khó khăn đều là do nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện hỗ trợ. Có những cái nghiệp hãm hại,
gọi là cái nghiệp chướng. Có những cái nghiệp nó ngăn cản mình, luôn luôn nó làm cho mình, nó làm cho những cái nghiệp thiện không được trổ quả, hoặc nó làm cho những cái nghiệp bất thiện không có kìm chế. Tức là nó có những cái nghiệp hãm hại, nó làm chướng ngại, nó kìm chế, nó làm trở ngại cho những cái nghiệp khác. Nó làm cho những cái nghiệp lớn trở thành nghiệp nhỏ, hoặc là những cái nghiệp nhỏ trở thành vô hiệu quả. Có những cái nghiệp đấy được gọi là, như khi mà mình làm cái gì mà nó gặp khó khăn, mình hay kêu ca, mình bảo luôn luôn gặp chướng ngại, thì đó cũng là một trong những cái nghiệp chướng. Có khi mình muốn làm một cái việc gì đó mà nó không thành tựu, thì đó cũng là những cái nghiệp chướng. Hoặc là có những cái nghiệp bất thiện mình làm mà nó không trổ quả được, nó cũng đấy là, nó cũng là một cái nghiệp chướng, nó hãm hại. Có những cái nghiệp thiện thì nó ngăn cản cái nghiệp bất thiện, có những cái nghiệp bất thiện nó ngăn cản những cái quả của thiện nghiệp của mình. Nghiệp hãm hại là hãm hại quả của nghiệp, làm cho quả của nghiệp đấy bị suy yếu, hoặc bị hoặc vô hiệu hóa những cái quả của nghiệp khác. Có những cái nghiệp thuộc về sát hại là nó cắt đứt những cái nghiệp mà mình đã tạo, nó làm cho nghiệp đấy không trổ quả được, thì gọi là nghiệp sát hại. Thật sự của nghiệp như vậy được giải nghĩa tưởng tận. Nghiệp sinh quả có 12 bất thiện nghiệp. Cái nghiệp để nó cái nghiệp mà nó sẽ trổ quả thì nó có hai loại. Đã nói đến nghiệp thì nó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và những cái nghiệp mà đã trổ quả đó thuộc vào nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó mới trổ quả, còn nghiệp duy tác thì nó không trổ quả. Vậy cái nghiệp sinh quả thì nó được chia làm hai, một là thiện nghiệp, hai là bất thiện nghiệp. Thì cái thiện nghiệp, cái bất thiện nghiệp nó có 12 bất thiện nghiệp. 12 cái tâm bất thiện, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Những cái tâm hành đấy, cái tâm sở tư nó kết hợp với lại 12 tâm bất thiện này, nó tạo thành cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp mà lúc đi tái sinh thì nó chỉ có 11 tâm. 11 cái tâm nó có thể tạo ra được cái nghiệp đi tái sinh. Đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si, trừ đi tâm si phóng dật. Tâm phóng dật gọi là tâm si phóng dật. Tâm si phóng dật là cái tâm rất là yếu ớt, cho nên cái tâm đấy nó không tạo ra được cái nghiệp để đi tái sinh. Còn lại tất cả những tâm khác nó đều tạo thành nghiệp đi tái sinh hết. 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si hoài nghi, nó đều tạo thành cái nghiệp đi tái sinh. Chỉ có mỗi cái tâm si phóng dật là nó không tạo ra cái nghiệp đi phóng tái sinh. Thì cái tâm phóng dật này nó là một cái nộ tâm, nó cứ nghĩ nan man chuyện này một tí, nghĩ chuyện kia một tí, nó không có trực tiếp tạo ra nghiệp, nó chỉ gián tiếp tạo ra nghiệp ấy. Nó chỉ gián tiếp tạo ra nghiệp thiện hoặc gián tiếp tạo ra nghiệp thiện. Rồi bây giờ mình đang ngồi đây, một cái tâm nó cứ đang sang nghĩ chuyện thiện một tí đấy. Rồi mình đi làm cái chuyện thiện đấy thì nó tạo ra nghiệp thiện, đôi khi nó nghĩ nghiệp bất thiện đấy. Thì đấy nó là cái tâm phóng dật năng sang, nó chỉ có cái tâm đấy, cho nên nó không trực tiếp tạo ra cái nghiệp mạnh, mà là cái nghiệp nó yếu, cái tâm nó yếu, cho nên nó không tạo ra nghiệp để tái sinh. Còn tất cả những cái tâm khác, tâm bất thiện khác đều tạo thành cái nghiệp đi tái sinh. Và sau khi đã tái sinh, cái nghiệp nó trổ quả trong lúc đi tái sinh và nó trổ quả sau khi đi tái sinh, thì cái nghiệp bất thiện đấy, thì nó sẽ trổ thành 7 cái quả thiện, 7 cái quả bất thiện vô nhân tâm. Cái nghiệp bất thiện sau khi đã tái sinh rồi nó mà trổ quả thì nó trở thành 7 cái quả bất thiện vô nhân tâm. Có nhớ được 7 quả bất thiện vô nhân tâm không? Nhãn thức, cái mắt mình nhìn thấy cái cảnh mà mình không hài lòng ấy, đấy là cái quả của nghiệp bất thiện ấy. Tai mình mà phải nghe những cái âm thanh khó nghe ấy. Ví dụ mình nhìn thấy những cái cảnh mà mình không ưa, không thích, mình phải nghe những cái âm thanh mà mình không ưa, không thích. Ví dụ có người khác mắng chửi mình chẳng hạn. Có mình phải ngửi cái mùi không ưa, không thích, mình phải nếm cái vị không ưa, không thích, mình phải xúc chạm với những cái cảnh không ưa, không thích. Mình phải suy xét
phải thọ nhận những cái không ưa không thích, mình phải suy xét những cái không ưa không thích, tiếp nhận những cảnh không ưa, suy xét những cảnh không ưa không thích. Đấy là bảy cái quả bất thiện vô nhân tâm, là cái quả của những cái nghiệp bất thiện nó trổ quả. Và trong hàng ngày vậy, có lúc mình thấy những cái cảnh tốt thì đó là những cái quả của cái thiện nghiệp, có những mình khi mình thấy những cái cảnh không hài lòng thì đó là cái quả của nghiệp bất thiện nó trổ. Và cái quả của cái nghiệp bất thiện thì nó có bảy cái quả bất thiện vô nhân tâm, bảy quả bất thiện. Vì tất cả những cái tâm bất thiện khi mà nó chuyển thành cái nghiệp tái sinh thì nó chỉ là những cái tâm thọ xả quả bất thiện. Thọ xả là cái tâm nó rất là ít tâm, nó có một cái tâm thức, một cái tâm xúc, thọ, tưởng, tư, nhân, hành, mạng, quyền, tác, ý, tầm, tứ, thắng, giả. Tầm, tứ, thắng, giả. Có khi thì chỉ có những cái đấy là những cái tâm gọi là tâm thọ xả quả bất thiện, nên là nó không có tham sân si, nó không có vô tham sân vô sân vô si, cho nên nó gọi là tâm thọ xả quả bất thiện vô nhân. Khi mà còn về cái tâm thiện, cái tám dục giới thiện tâm, tám dục giới cái thiện nghiệp, tám dục giới thiện tâm ấy, tất cả những cái tâm thiện ấy, thì nó có ở dục giới thì nó có tám tâm thiện, nó chỉ có tám cái tâm thiện, đó là những cái tâm, bốn cái tâm hợp trí và bốn tâm ly trí, bốn tâm hợp trí, bốn tâm ly trí. Những cái tâm ấy nó đều có thể tạo thành những cái nghiệp và tái sinh về cõi này. Khi nó có tác dụng là trong cái lúc mình đi tái sinh, nó trổ quả trong cái lúc đi tái sinh, và nó sẽ hướng dẫn cho một chúng sinh đấy sinh về một cái cõi thiện, là cõi người hoặc cõi trời dục giới. Và sau khi đã tái sinh rồi thì những cái nghiệp còn lại của cái dục giới thiện nghiệp này nó sẽ trở thành cái tám cái tâm thiện quả vô nhân, tám cái tâm thiện quả, tám thiện quả, tám cái thiện quả vô nhân, tám cái thiện quả tâm này. Tám cái tâm thiện quả đấy thì nó cũng có tâm nhãn thức, tám tâm nhãn thức, tức là mắt mình nhìn thấy những cái cảnh hài lòng, tai nghe những cái âm thanh hài lòng, mũi ngửi những mùi hương hài lòng, lưỡi nếm những cái vị hài lòng, thân mình xúc chạm những cảnh hài lòng, và mình tiếp nhận, tâm ý của mình tiếp nhận những cái tiếp thọ những cái cảnh hài lòng, và tâm mình suy xét những cảnh hài lòng, thì đấy gọi là tám thiện quả vô nhân tâm. Thì nó có thêm một cái là khi mình tiếp nhận những cảnh hài lòng thì mình có thêm cái tâm hoan hỷ, cho nên nó có thêm một cái tâm suy xét thọ hỷ, tám thiện tâm thiện quả vô nhân tâm. Còn ở cái nghiệp bất thiện thì nó chỉ có cái thọ xả, cái nghiệp thiện thì nó nhiều hơn, nó có một cái suy xét thọ hỷ nữa, cho nên nó có tám quả, tám cái tâm quả đấy là cái nghiệp để nó sinh quả, sinh quả. Và cái nghiệp sắc giới thiện nghiệp, năm cái sắc giới thiện nghiệp, tức là một cái người mà hành thiền mà đắc được năm cái tầng thiền sắc giới thì nó trổ quả, đó là sẽ sinh về cái cõi phạm thiên giới. Đấy là cái nghiệp, nó có cái nhiệm vụ là đi nghiệp sinh quả. Cái nghiệp ở dục giới thì nó sẽ trổ quả ở dục giới, còn đây là nghiệp sắc giới thì nó sẽ trổ quả sắc giới. Năm cái thiện nghiệp sắc giới thì nó sẽ trổ quả sinh về cái cõi phạm thiên sắc giới, tái sinh phạm thiên giới. Và nó có bốn cái vô sắc giới thiện nghiệp. Đấy, nếu mà một cái người mà tu tập về thiền vô sắc giới thì lúc đấy là người đấy đang tạo cái thiện nghiệp vô sắc giới, thì khi nó cho quả nó sẽ là cái cho quả tái sinh về cái cõi phạm thiên vô sắc giới. Đấy là mình tạo cái nghiệp gì thì nó sẽ trổ quả giống với đúng cái mà mình tạo nghiệp đấy. Tạo nghiệp ở dục giới thì nó trổ quả dục giới, tạo nghiệp ở sắc giới nó trổ quả sắc giới, tạo nghiệp vô sắc giới nó trổ quả vô sắc giới. Tạo những cái nghiệp siêu thế thì mình mới, nó mới có cái quả siêu thế. Còn đây là cái nghiệp, cái chức năng nhiệm vụ thứ hai của nghiệp, được gọi là nghiệp hỗ trợ. Đấy, nghiệp này, khi mình tạo nghiệp nó sẽ, cái nghiệp đấy nó sẽ có nhiệm vụ thứ nhất là nó sẽ trổ quả. Có những cái nghiệp nó chỉ hỗ trợ
nó làm cái nhiệm vụ, nó không trực tiếp trổ quả nhưng mà nó hỗ trợ cho các nghiệp khác trổ quả. Thế là thì cái nghiệp này nó được gọi là nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cho nghiệp sinh quả, hỗ trợ cho quả phát triển và hỗ trợ duy trì mạng sống, hỗ trợ cho nghiệp sinh quả. Thì nó cũng có hai loại thiện và bất thiện. Ví dụ như là bây giờ cái thời điểm mà nó trổ quả ở trong cái thời điểm tái sinh, một cái người nó sẽ trổ một cái nghiệp đi tái sinh, thì cái thời điểm cận tử đấy, nếu là một cái người mình đang ở trong cái tình trạng hấp hối mà có một cái người thiện tri thức đến đọc kinh cho mình nghe và nhắc nhở mình hãy chánh niệm, hãy suy nghĩ đến những cái thiện nghiệp mà đã làm, thì là cái người đấy được hỗ trợ bởi một thiện nghiệp mà người đó sẽ được sinh về cái cõi này, được sinh về cái cõi này. Đấy là cái nghiệp nó sẽ được hỗ trợ bởi những cái người thiện tri thức hướng dẫn nhắc nhở mình. Đấy là cái trong cái lúc mà mình hấp hối. Còn ở thế gian bây giờ cứ chết rồi bắt đầu mới đi mời thầy về thì đấy là sai lầm, nó không có hỗ trợ được cái gì nữa. Chết rồi, chết hẳn rồi bắt đầu mới đi mời thầy về để tụng về, không không còn hỗ trợ, mà phải mời một cái vị thiện tri thức đến trong cái lúc vị đó còn đang tỉnh táo, nhắc nhở cho cái vị đó là hãy nhớ đến cái thiện nghiệp, hãy giữ cái tâm chánh niệm, hãy giữ cái tâm thiện, nhớ đến những cái việc thiện mình đã làm, thì đấy là hỗ trợ. Hoặc là một cái nghiệp bất thiện nó hỗ trợ, như như là cái lúc đấy cái người hấp hối đấy mà được cái người thân lại thì làm những cái việc bất thiện như là cúng bái mà, rồi là hay là mời thầy về để làm những cái việc mê tín tà kiến, được hỗ trợ bởi những cái nghiệp tà kiến là bất thiện, để cho vị đó khởi lên cái tâm tà kiến, khởi lên cái tâm tham ái dính mắc, khởi lên cái tâm sân hận, thì cái người đã chết sẽ đọa vào cái cõi khổ, đọa vào cái cõi khổ. Đấy là được hỗ trợ bởi cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp nó sẽ hỗ trợ, hỗ trợ cho. Còn khi mà đã tái sinh rồi, khi mà đã tái sinh sang một kiếp sau rồi, nếu mà sinh về cái cõi này, ví dụ như một cái người đấy sinh về cái cõi những người, sinh về cái cõi người đấy, thì cái người mà có nhiều thiện nghiệp thì ngay từ lúc còn bé, một cái đứa bé mà do nó có thiện nghiệp ở cái quá khứ nhiều, thì những cái thiện nghiệp đấy nó hỗ trợ cho cái đứa bé đấy sống một cái đời sống rất là an nhàn, an lạc, an vui, được nhiều người chăm sóc, được nhiều người giúp đỡ, và cái đời sống còn nhẹ nhõm, cái đời cái tuổi trẻ của nó rất là an vui, rất được giống như là một cái đời sống ở cái cõi tiên giới. Nhưng mà cũng có những cái đứa trẻ thì do cái thiện nghiệp nó ít mà cái bất thiện nghiệp nó nhiều, thì chính những cái bất thiện nghiệp đấy nó hỗ trợ, nó làm cho cái đời sống của cái đứa bé đấy luôn luôn gặp những cái nỗi khổ, cực khổ về thân tâm. Thì cái người nào có cái thiện nghiệp thì nó hỗ trợ cho thiện nghiệp, có khi thiện nghiệp nó hỗ trợ cho bất thiện nghiệp. Ví dụ như là có một cái người làm được nhiều cái nghiệp thiện, nhưng mà đến lúc chết do khởi lên một cái tâm bất thiện cho nên sinh vào làm súc sinh. Khi sinh làm súc sinh rồi thì nó vì bản thân của người đó đời trước đã tạo rất nhiều thiện nghiệp, cho nên khi làm súc sinh vì nó vẫn được nuôi dưỡng một cách tử tế, vẫn được chăm sóc, vẫn được chiều chuộng, vẫn được hưởng những cái lạc thú. Đó là như những cái con vật mà được nuôi ở trong gia nhà mà được chăm sóc, thì nó là được cái nghiệp thiện nó hỗ trợ cho cái quả của nghiệp bất thiện. Có những cái khi cái nghiệp bất thiện nó hỗ trợ cho một thiện nghiệp. Nhưng có những cái người, người ta làm nghiệp bất thiện nhiều nhưng do lúc chết người ta giữ được cái chánh niệm, giữ được cái thiện tâm, cho nên người ta sinh về cái cõi người, sinh ra ở cõi người rồi, nhưng mà vì cái bản chất là họ tạo nhiều ác nghiệp, cho nên giờ những cái ác nghiệp đấy nó trở thành những cái nghiệp hỗ trợ, cho nên là người ta, cái người này sẽ gặp rất nhiều cái khổ đau trong cuộc sống, bởi vì cái ác nghiệp nó trổ quả, nó hỗ trợ cho cái kiếp sống này. Đấy là cái nghiệp bất thiện nó cũng hỗ trợ. Có đôi khi cái bất thiện nó hỗ trợ bất thiện nghiệp, quả của bất thiện, như là sinh ra nằm ở cõi địa ngục hay ngã quỷ thì luôn luôn gặp khổ đau, đấy là quả của nghiệp bất thiện nó duy trì. Và cái nghiệp hỗ trợ duy trì mạng sống, như vậy nên là cái
chúng sinh mà sống lâu là do cái thiện nghiệp nhiều, nó duy trì cái mạng sống được lâu dài. Có những cái chúng sinh phải chết sớm là do cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp nó, cái thiện nghiệp nó ít nên nó không duy trì được lâu. Có người cũng vậy, mà các cõi khác cũng thế, tất cả các cõi đều thế. Mặc dù có cái tuổi thọ trung bình ở cõi người hay các cõi trời hay các cõi khác, nhưng mà một phần nó còn liên quan đến nghiệp nữa. Nếu mà người đó mà có cái thiện nghiệp nhiều thì người đó còn sống lâu hơn cả cái tuổi thọ. Có người người ta sống đến 100 tuổi, hơn 100 tuổi, người ta sống dài hơn cái tuổi thọ trung bình. Có nên là cái nghiệp nó hỗ trợ cho cái chúng sinh được duy trì mạng sống. Chúng sinh có thiện nghiệp thì sống lâu. Ở những cái cõi thiện, ở cái cõi này là chúng sinh có thiện nghiệp nhiều thì sống lâu. Chúng sinh mà nghiệp bất thiện thì chết sớm. Nhưng mà ở những cái cõi khổ như là cõi địa ngục hay cõi ngạ quỷ thì những cái chúng sinh đấy mà nhiều cái ác nghiệp thì lại sống lâu. Những chúng sinh đấy mà là có ít cái ác nghiệp thì lại mới chóng chết. Cho nên người ta thường cầu mong cho chúng sinh, những chúng sinh ở những cái cõi khổ ấy thì muốn chết, còn những chúng sinh ở cái cõi vui thì muốn sống. Nhưng khi nào hết nghiệp thì mới dứt, không hết nghiệp không dứt. Có cái những cái nghiệp nó thuộc về nghiệp hãm hại, nó làm chướng ngại thì ngăn cản cái nghiệp đối nghịch không cho sinh quả. Có những cái thiện nghiệp mình đã làm rồi nhưng mà nó không có sinh quả, nó không có trổ quả được, vì nó bị những cái bất thiện nghiệp nó ngăn cản. Ví dụ như là bây giờ cái lúc còn trẻ thì mình có thể mình làm một số cái việc bất thiện, nhưng mà đến khi về già rồi mình mới làm được những cái thiện nghiệp, thì những cái thiện nghiệp đấy nó sẽ ngăn cản những cái bất thiện nghiệp. Đến lúc mình chết có thể mình sẽ đi với cái thiện nghiệp đấy, nó ngăn cản được cái bất thiện nghiệp của mình, và mình sẽ tái sinh với cái nghiệp thiện. Cũng có những người lúc còn trẻ thì mình làm nghiệp ác, nhưng mà đến lúc chết mình lại, lúc còn trẻ thì làm cái nghiệp thiện, mà đến lúc chết gần cuối đời mình làm cái việc bất thiện, thì cái nghiệp bất thiện ấy nó ngăn cản được cái nghiệp thiện, thì nó làm cho mình tái sinh với cái nghiệp bất thiện. Tức là những cái nghiệp nó ngăn cản cái nghiệp đối nghịch. Đấy, nếu một cái người nào mình biết là mình đã làm nhiều cái nghiệp bất thiện thì khi nào mình thức tỉnh, mình hiểu được cái giáo pháp thì lúc đấy mình tăng cường làm nhiều thiện nghiệp lên, thì những cái thiện nghiệp đấy nó sẽ lấn át cái ác nghiệp, và đôi khi cái ác nghiệp đấy nó sẽ bị suy yếu hoặc nó sẽ bị diệt trừ. Còn nếu mà mình đã làm nhiều thiện nghiệp nhưng mà đến một lúc nào đó mình lại làm ác nghiệp, thì cái ác nghiệp đấy nó sẽ ngăn cản cái thiện nghiệp, nó làm cho thiện nghiệp không sinh quả đấy, hoặc là nó diệt trừ mất cái thiện nghiệp ấy. Thì cái nghiệp nó có thể làm suy yếu quả của nghiệp đối nghịch. Có những khi thì cái một cái nghiệp thiện nó sẽ làm suy yếu cái nghiệp ác. Như là một cái người đã phạm một cái nghiệp rất ác, rất là nặng, nhưng mà do về sau đó vị đó thức tỉnh và làm nhiều thiện nghiệp, thì vị đó sẽ làm cho cái quả của cái nghiệp ác nó suy yếu đi. Trong trường hợp đấy là như là vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch, nhưng đáng lẽ phải đọa vào A Tỳ địa ngục, nhưng vì sau đó vị đó đã biết sám hối và tạo các cái thiện nghiệp nhiều, cho nên khi chết vị đấy thay vì phải đọa vào A Tỳ địa ngục mà chỉ đọa vào địa ngục nồi đất với địa ngục đồng sôi. Nên thì cái địa ngục đồng sôi nó nhẹ hơn cái địa ngục A Tỳ nó là nhiều. Đấy là cái nghiệp thiện nó làm suy yếu nghiệp ác. Có những cái nghiệp ác nó làm suy yếu nghiệp thiện. Đấy, như Đề Bà Đạt Đa lúc đầu đã làm rất nhiều thiện nghiệp, đó là thực hành được các cái thắng trí năng lực thần thông, tức là có những cái thiện nghiệp về sắc giới, vô sắc giới, cái thiện nghiệp về thần thông, thiện nghiệp rất là lớn. Nhưng sau đó lại khởi lên cái tâm ganh tị, sau đó làm những cái ác nghiệp ngũ nghịch, đó là làm chảy máu Phật, chia rẽ tăng. Thì cái ác nghiệp đấy nó làm suy yếu mất cái quả của thiện nghiệp, mà nó còn tiêu diệt cái quả của thiện nghiệp nữa, và nó sẽ làm cho vị đấy phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Và những cái nghiệp khác nhỏ nhỏ khác nó cũng vậy. Thì cái nghiệp này thì nó sẽ, nếu người làm nhiều nghiệp thiện thì cái nghiệp ác nó sẽ ít trổ quả, cái người làm nhiều nghiệp ác thì cái nghiệp thiện nó sẽ ít trổ quả.
Nên là cái người nào mà bây giờ cứ giữ giới thì mình sẽ sống rất là an lạc. Nhưng cái người nào biết đến giáo pháp, biết học, biết hành giáo pháp thì cái người đấy sẽ có cái đời sống nó rất là tự tại, nó ít khi gặp những cái rủi ro và khổ đau. Bởi vì khi tâm bị nó hướng về thiện và bị nó có những hành động thiện, tu tập và giữ giới thì nó làm cho những cái quả của những cái ác nghiệp ấy, nó không có, nó khó trổ quả. Cho nên là thường thường vì nó sống trong an vui hơn. Nên vì cái người hướng thiện người đó sẽ được sống an lành. Còn cái người mà người ta không có hướng thiện, người ta hay làm những cái nghiệp bất thiện thì cái quả của những cái nghiệp bất thiện đời nhiều đời trước nó cũng có cơ hội nó trổ quả. Nên những cái người mà người ta nghịch ngợm, người ta hay làm những cái việc xấu ác thì người ta hay gặp những cái rủi ro cao, người ta hay gặp những cái khổ, những cái tai nạn lớn. Hay là cái nghiệp làm biến đổi ngũ uẩn là quả của nghiệp đối nghịch. Tức là cái làm biến đổi ngũ uẩn ấy, như là một cái người khi mà mình mới sinh ra là một cái người là một cái người rất là đẹp đẽ, nhưng mà do khi lớn lên cái người đó lại sống ở trong một cái môi trường bất thiện, mình đắm nhiễm những cái nghiệp, những cái tâm hung dữ nó khởi lên, dần dần trở thành một cái người hư hỏng. Mình luôn luôn làm những cái nghiệp bất thiện thì cái thân của mình nó sẽ biến đổi, từ một cái người khỏe mạnh nó sẽ trở thành một cái người yếu ớt, từ một cái người lành lặn có thể nó biến thành một cái người tàn phế. Đấy là do những cái nghiệp bất thiện nó làm cho cái thân ngũ uẩn bị thay đổi. Hoặc là có những người khi sinh ra thì rất là yếu ớt, rất là bệnh tật, nhưng mà do lớn lên vì nó được hấp thụ những cái thiện nghiệp, cái đời sống của vị nó lương thiện nhiều, cho nên là cái tâm thiện ấy nó tạo ra những cái sắc cao thượng, nó làm cho cái người đấy dần dần trở thành một cái người mạnh khỏe, các cái bệnh tật nó giảm bớt, từ một cái người ốm yếu trở thành một cái người mạnh mẽ, một cái người mạnh khỏe. Thì đấy là nghiệp nó làm biến đổi, nó làm biến đổi cái thân của vị đó, cái thân tâm của vị đó gọi là thân ngũ uẩn, biến ngũ uẩn là vậy. Vì vậy nên người nào có phước thì người đó sáng suốt, người không có phước thì nó cũng cái thân nó cũng thể hiện ra được cái nghiệp của cái người này. Và cái nghiệp sát hại, cái nghiệp sát hại là cắt đứt quả của nghiệp, và nghiệp sát hại nó có cái nhiệm vụ là cắt đứt mạng sống. Thì nghiệp nó có một cái thiện nghiệp nó có thể cắt đứt cái quả của ác nghiệp, thiện nghiệp nó cắt đứt quả của ác nghiệp. Cắt đứt cái quả của ác nghiệp như là bây giờ một cái người mà làm cái thiện nghiệp, làm thiện nghiệp như là vị đó tu tập các cái thiện nghiệp thì khi mà chứng đắc đến đạo quả thì nó cắt đứt hết những cái quả của ác nghiệp mà có thể dẫn đến tái sinh về cõi khổ. Bao nhiêu một vị mà chứng được đến đạo quả thì nó cắt đứt hết những cái ác nghiệp ở trong quá khứ, những cái ác nghiệp có thể tái sinh về cõi khổ đau là nó cắt đứt được hết. Đến một vị mà chứng được đến quả A-la-hán thì nó cắt đứt hết tất cả các cái ác nghiệp mà còn tái sinh ở trong tam giới. Hoặc là một cái ác nghiệp nó cắt đứt quả của thiện nghiệp. Một cái ác nghiệp, một cái ác nghiệp như là một cái người mà thực hành được những cái thiện nghiệp như là có thể chứng đắc được các năng lực thần thông này, nhưng mà vị đó lại khởi những cái tâm bất thiện, cái tâm ác. Đến khi một lúc nào đấy thì những cái quả mà vị đó đã thực hành đấy nó bị cắt đứt luôn, nó không còn cơ hội chuộc quả nữa, do cái ác nghiệp nó cắt đứt quả của thiện nghiệp. Có những cái thiện nghiệp nó cắt đứt quả của thiện nghiệp. Là trong cái trường hợp là như là một cái vị mà chứng được đến các cái đạo quả ác, ví dụ như một người chứng được các tầng thiền, nghĩa là tầng thiền, vị nào mà chứng được đến sơ thiền thì cái năng lực của cái thiện nghiệp sơ thiền nó cắt đứt mất cái năng lực của thiện nghiệp, cái năng lực của nhị thiền ấy, để nó cắt đứt cái năng lực của sơ thiền, năng lực của nhị thiền nó uy lực hơn. Nhưng một người mà chứng đến tam thiền thì cái năng lực của cái nghiệp tam thiền nó cắt đứt hết các cái nghiệp của các tầng thiền thấp, năng lực của nghiệp tứ thiền nó cắt đứt các cái nghiệp của các tầng thiền thấp hơn. Đây là các cái năng lực
của nghiệp nó cắt đứt, cái nghiệp lớn nó cắt đứt cái nghiệp nhỏ. Là nghiệp nó có thể cắt đứt được cả mạng sống, cắt đứt mạng sống như là một cái người mà đang sinh ra sống ở cái cõi người này, sống ở cái cõi người này, nhưng mà mình tạo những cái ác nghiệp, tạo những cái ác nghiệp rồi mình sẽ bị cái người khác người ta đánh đập, những người đấy bị chết do những cái tâm hiếu chiến, do cái tâm bất thiện của mình thích đi ăn trộm nên bị người ta đánh chết, đi đánh nhau bị người ta đánh chết, gây sự với người khác bị người ta đánh chết. Thì đó là cái nghiệp bất thiện, nó cắt đứt mạng sống, là quả của thiện nghiệp. Có những khi mà có một cái thiện nghiệp mà nó cắt đứt quả của ác nghiệp, có những cái thiện nghiệp nó cắt đứt quả của ác nghiệp, như trong trường hợp mà một cái chúng sinh đoạn làm ngã quỷ. Thế rồi là những cái người thân thì làm những cái thiện nghiệp để hồi hướng, hồi hướng khi ngã quỷ đấy được hưởng cái phước đấy một cái thì nó chết luôn, nó chết ở cái ngã quỷ, nó sinh về cõi thiên giới. Thì cái thiện nghiệp ấy nó cắt đứt cái mạng sống của cái ác nghiệp là ngã quỷ. Còn có trường hợp là cái thiện nghiệp nó cắt đứt cái quả của cái đời sống của thiện nghiệp, như là một cái người tại gia mà chứng được quả A-la-hán, thì cái vị đó không đi xuất gia thì vị đó sẽ chết ngay trong ngày hôm đấy. Đấy là cái thiện nghiệp nó cũng cắt đứt quả của thiện nghiệp, nó gọi là cái nghiệp nó có năng lực sát hại. Bốn nghiệp tuần tự cho quả, có bốn cái loại nghiệp, mỗi loại nghiệp đều có bất thiện và thiện, tự trọng nghiệp, nghiệp cận tự, nghiệp thường hay và nghiệp loại thường. Trong một đời sống mình sẽ tạo các cái loại nghiệp khác nhau, như hàng ngày mình hành động, cái hành động mà mình thường diễn diễn ra hàng ngày thì nó có những, nó thường gọi là những cái nghiệp gọi là tích lũy, hay là những cái nghiệp đấy gọi là những cái nghiệp thường ngày, hay là những cái nghiệp loại thường. Nó có những cái nghiệp mà mình làm thường xuyên, như mình ngày nào mình cũng lễ Phật, cũng tụng kinh, hay người nào ngày nào cũng hành thiền với cái tâm có ý thức, có cái sự thích thú nào, thì đó là nghiệp thường hành. Một cái nghiệp thiện vậy, một nghiệp bất thiện vậy, mình làm hàng ngày mình đều làm việc đấy thì nó nghiệp thường hành. Còn cái nghiệp loại thường là cái nghiệp mà mình làm nhưng mình không có để tâm đến nó. Cái nghiệp loại thường là mình coi nó là một cái việc gì đó rất là bình thường, mình không có bao giờ quan, rất ít khi mình để tâm, tức mình làm mà mình không có để tâm, như là đến giờ ăn thì mình biết đi ăn, giờ ngủ mình biết đi ngủ. Đấy, và mình rất ít quan tâm đến những cái công việc hàng ngày thường ngày. Và đôi khi những cái hành động đấy nó cũng để lại nghiệp, ví dụ như mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, những cái hành động đấy rất là bình thường diễn ra hàng ngày, mình rất ít để tâm, nhưng mà mình không biết rằng đôi khi trong những cái hành động thường ngày đấy nó vẫn tạo thành nghiệp. Đôi khi mình có, mình đi đường mà mình cố ý mình đạp chết mấy con vật chẳng hạn, mình nói nó tạo ra cái nghiệp sân sinh. Hoặc là khi đi đường mình nhìn thấy những con trùng bò dưới đường và mình cố ý mình tránh sang một bên để cho khỏi sát sinh, thì lúc đấy mình lại tạo ra một cái thiện nghiệp. Cũng vậy trong cái lời nói hàng ngày vậy, mình có thể giao thiệp tiếp xúc với rất nhiều người và những cái hành động đấy nó cũng để lại nghiệp mà đôi khi mình không để ý, mình không có để ý. Có khi mình nói với một cái tâm bất thiện này, mình gửi đến một cái tâm bất thiện, mình cố gắng, mình cố ý mình nói làm cho người khác buồn phiền, thì đó là mình đang tạo một cái bất thiện nghiệp mà mình không, mình nói xong mình quên, mình không để ý. Cái nghiệp ấy nó là loại thường. Đôi khi một cái lời nói mà với một cái tâm, từ một cái tâm thiện của mình làm cho người khác được an vui, đấy là mình đang tạo một cái thiện nghiệp, nhưng mà khi mình không có để ý, hoặc là những cái tư tưởng, cái suy nghĩ nó khởi lên hàng ngày, khởi lên trong tâm mình, đôi khi mình hướng tâm đến những cái điều cao quý, như là khi mình đang ngồi đâu mình nghe cái một cái tiếng kinh, mình lắng tai mình nghe kinh, mình chẳng biết đấy là nghiệp, nhưng mà nó cũng là thiện nghiệp. Đôi khi mình thấy một cái pho tượng Phật, một ngôi chùa, mình khởi cái tâm cung kính thì đó cũng là một cái thiện nghiệp. Đôi khi mình thấy những người đáng kính, mình khởi lên cái tâm cung kính. Đôi khi mình thấy một người khác, mình khởi lên một cái tâm ghét, một
cái tâm tham ái, một cái tâm sân, một cái tâm tức giận, một cái tâm bỏ sẻ, ganh tị, hoài nghi. Thì đôi khi mình khởi những cái tâm nó khởi lên bình thường ở trong tâm, và đôi khi nó cũng là nghiệp, nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện, nhưng mình không để ý. Thì những cái nghiệp đấy nó thuộc vào nghiệp ngoại thường. Còn những cái nghiệp gì mình có chủ trương, chủ động nào, mình nỗ lực nào một cách thường xuyên thì nó gọi là nghiệp thường hành. Nghiệp nói thiền có cái nghiệp thường hành. Còn cái nghiệp nó trổ ở trong cái thời điểm mình lâm chung đấy thì gọi là nghiệp cận tử. Cái nghiệp mà cực trọng đó này, đi từng cái nghiệp này, nghiệp cực trọng thì nó có hai loại: cực trọng về ác, cực trọng về thiện. Cực trọng về ác là ngũ nghịch trọng tội. Là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hỏa hợp tăng và làm Phật chảy máu. Đấy là năm cái nghiệp cực trọng về ác. Cực trọng về ác. Còn cực trọng về thiện thì có nhớ không? Có mấy cái nghiệp cực trọng về thiện? Mấy nghiệp cực trọng thiện? Năm bậc thiện sắc giới. Và bao nhiêu nghiệp? Vô sắc giới có mấy bậc? Bốn bậc thiền vô sắc giới, có chín cái cực trọng về thiện nghiệp. Đôi khi ở đời thì người ta cũng nghĩ là nghiệp thiện là mình phải đi làm cái gì đó có lợi ích cho người khác mới là thiện nghiệp. Nhưng mà đôi khi có những cái người đi làm những cái việc có lợi ích cho người khác vẫn không tạo ra được thiện nghiệp. Nhiều người người ta đi làm cái việc từ thiện nhưng mà người ta vẫn không tạo được thiện nghiệp. Bởi vì người ta không có biết hướng cái tâm đến cái tâm thiện. Người ta làm với một cái tâm cầu danh, cầu lợi, nó vẫn không tạo. Mặc dù cái hành động thiện mà nó vẫn không để lại nghiệp thiện. Có khi mình ngồi, mình chú tâm vào một cái đối tượng này, nó tạo ra những cái nghiệp rất lớn. Đó là cực trọng về thiện nghiệp, đó là nghiệp của các tâm thiện. Thì được gọi là cực trọng thiện nghiệp. Chứ những cái nghiệp dục giới thế gian nó không phải là cực trọng, nó chỉ là những cái nghiệp thường. Những cái nghiệp như là bố thí, chỉ giới, tụng kinh, nghe pháp, giúp đỡ mọi người, cái đấy nó chỉ là cái nghiệp loại thường chứ không bao giờ nó tạo thành cái nghiệp cực lớn được. Chỉ những cái người đắc được các phần thiền thì nó mới trở thành những cái nghiệp thiện cực trọng, nghiệp ác cực trọng, nghiệp thiện cực trọng. Còn đây là cái nghiệp cận tử. Ở cái thời điểm cận tử ấy, có thể là mình nó có thể trổ lên một cái nghiệp thiện hoặc là rồi một cái nghiệp bất thiện. Thì thường thường là ở cái thời điểm cận tử ấy, là những cái nghiệp mình đã tích lũy ở trong cái đời sống hàng ngày rồi. Mình tích lũy những cái nghiệp thiện cũng nhiều mà nghiệp ác cũng nhiều. Nhưng cái vấn đề là cái lúc đấy tâm nó tưởng nhớ đến nghiệp gì. Cái nghiệp gì mà nó gây ấn tượng nhiều thì nó sẽ nhớ đến cái nghiệp đấy. Vậy thì cái lúc mà cận tử, cái tâm nó tưởng nhớ đến những cái thiện nghiệp mà mình đã làm hàng ngày, thì lúc đấy kia mình sẽ chết với cái tâm thiện đấy và mình sinh về cõi này. Nhưng mà đôi khi có những người mình lại nhớ đến những cái ác nghiệp. Có thể mình làm một cái ác nghiệp gì đó mà mình rất là bứt rứt, rất là dai, nó cứ ăn sâu ở trong tâm mình, nó cứ tác động đến tâm mình hoài, như mình cứ hay hối hận ăn năn đến cái một cái nghiệp đấy mà mình đã làm. Thì đến lúc chết mình nhớ đến cái nghiệp đấy là mình sẽ đọa mà cõi khổ. Như là những cái người mà làm những cái việc ác mà càng xấu xa ác nên thì cái người đấy trong tâm họ nó càng bị ám ảnh nhiều. Thì chính cái tâm ám ảnh đấy đến lúc chết mà mình nhớ lại cái ác nghiệp đấy là mình sẽ chết với cái tâm ác. Chết với tâm ác là sẽ đọa vào cõi ác. Đấy là do mình tưởng nhớ. Phần lớn là do người ta tưởng nhớ lại cái lúc chết đấy, còn nằm đấy người ta chết. Có những cái người thì sẽ chết trong cái lúc mình đang tạo tác. Có những cái người thì mình đang tạo tác và mình chết trong cái lúc mình đang tạo tác. Những cái lúc như là bây giờ cái người đấy đang đi đánh nhau, đang đi thì lúc đấy là đang tạo tác nghiệp. Đang đi ăn trộm mà bị chết, đang đánh nhau mà bị chết, đấy là mình đang trực tiếp tạo nghiệp và mình chết với cái nghiệp mà mình đang tạo đấy. Hoặc là có những cái người mình đang làm những cái thiện nghiệp mà mình chết, thì đó là mình tạo tác những cái thiện nghiệp. Cái cận tử thì mình đang tạo tác thiện nghiệp.
có những cái cận tử mình đang tạo tác ác nghiệp. Thế nhưng bây giờ có một người mình đang đi ở trên đường ấy, thì và mình chết bất đắc kỳ tử như vậy, thì lúc đấy là nghiệp thiện hay nghiệp ác? Thiện hay nghiệp ác? Đang đi đường thì là nghiệp gì? Thì lúc ấy mình chết đi về đâu? Cái người đang đi đường chết ở trên đường thì chết đi về đâu? Thì cái lúc đấy nó sẽ chết với cái nghiệp tưởng nhớ này. Cái lúc ấy cái tâm nó đang tưởng nhớ đến cái gì? Không chẳng tưởng nhớ đến cái gì này. Nó tưởng nhớ đến thiện hay nó tưởng nhớ đến ác? Vì mình đang đi đấy thì cái hành động ngay cái lúc đấy nó chẳng phải là thiện, nó cũng chẳng phải là ác. Mình đang ngồi trên đường, trên xe, mình chẳng có cái hành động rõ ràng là thiện hay ác cả. Nhưng tâm của mình thì nó sẽ có thiện hoặc có ác. Nó không thể nào mà cái tâm lúc thì cái tâm nó đang thiện thì nó không có ác, mà nó đang nghĩ đến ác thì nó không nghĩ đến thiện. Vậy cái lúc cái tâm nó nhớ đến thiện thì lúc ấy nó sinh về, mình chết với tâm thiện, mình sinh về cõi này. Lúc ấy mà tâm đang tưởng nhớ những việc ác, mình chết với cái tâm ác, mình sẽ sinh về cõi khổ. Vậy thì đi đường nhớ đến thiện nghiệp nhiều, nhớ đến thiện nghiệp nhiều. Nên là xưa có một ông tài xế, ông lái xe mà khi chết mà người xuống gặp Diêm Vương, Diêm Vương mà tôi cho ông lên thiên giới mà. Bởi vì ông này ông lái xe ẩu, ông đi rất là nhanh. Đi rất là nhanh, những người ngồi ở trên xe đấy sợ chết nên cứ niệm Phật. Niệm Phật mà đến lúc chẳng may có tai nạn người ta chết, người ta sinh về cõi này. Vì thế nên là ông này. Còn có một vị giảng sư thì chuyên đi giảng pháp. Chuyên đi giảng pháp mà đến chết thì khi gặp Diêm Vương mà thôi ông phải vào địa ngục. Thế ông này ông ấy thắc mắc tại sao? Và tại ông giảng pháp dở quá, làm cho người nghe pháp người ta coi thường pháp, người ta cứ ngủ mà. Cho nên khi chết người ta chết với cái tâm bất thiện, là cái tâm coi thường giáo pháp. Thế nên người ta phải đọa vào cõi khổ. Thì cái nghiệp cận tử nó có thể là do mình tưởng nhớ đến một cái nghiệp thiện hoặc nghiệp ác đã làm, hoặc mình đang tạo tác cái nghiệp thiện và nghiệp ác đấy và mình sẽ sinh về cái cõi đấy. Như một cái người hành thiền chẳng hạn, lúc ấy mình chết mà mình nhớ đến cái đề mục thiền của mình, đó là một cái thiện nghiệp, mình sẽ sinh về cõi này. Cho nên là người luôn luôn chánh niệm, hoặc là những cái thiện nghiệp gì mình đã làm, mình có thể thường xuyên tác ý nhớ đến thiện nghiệp đấy. Thường xuyên mình là người hay cúng dường thì mình cũng nhớ đến cái thiện nghiệp bố thí cúng dường. Mình là người giữ giới thì mình luôn nhớ đến cái thiện nghiệp giữ giới. Mình là cái người hay đảnh lễ Phật thì nhớ đến cái thiện nghiệp cung kính. Mình là cái người hành thiền thì mình nhớ đề mục thiền. Còn mình mà nhớ đến những cái tâm tức giận, tâm sân nó khởi lên thì lúc đấy mình chết với tâm sân đọa. Mình thường nhớ đến những cái tâm tham ái dính mắc nọ kia, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si, đó là si hoài nghi. Đấy là có 11 cái tâm này nó sẽ đưa mình đi đến cõi khổ. Nghiệp cận tử. Vậy thì nghiệp cận tử này nó có nghiệp cận tử của cực trọng nghiệp. Nó có nghiệp cận tử của cái nghiệp thường hành, có cái nghiệp cận tử của cái nghiệp ngoại thường. Cái nó ở cái cận tử nó sẽ khởi lên 3 cái loại nghiệp đấy. 3 cái loại nghiệp nó sẽ được khởi lên ở cái thời điểm cận tử, đó là nghiệp cực trọng chắc chắn sẽ khởi lên. Còn nếu có người không có nghiệp cực trọng thì nó sẽ khởi lên ở cái nghiệp ngoại thường, ở cái nghiệp thường hành, tức là cái nghiệp mình làm thường hành hàng ngày. Đấy, tức là cái hành động mà mình thường xuyên làm. Những cái người mà hay làm việc ác thì nó là cái nghiệp thường hành. Còn những cái nghiệp mà mình tạo tác mà mình không để tâm ấy gọi là nghiệp loại thường. Vì cái loại nghiệp đấy là yếu nhất, nhưng đôi khi nó cũng chủ quả ở thời điểm cận tử. Còn nghiệp thường hành nó cũng có thiện và có ác. Như hàng ngày mình cứ thường xuyên làm một cái nghiệp gì đấy, như là một cái người mà có cái đức tin với giáo pháp, ngày nào người ta lễ Phật tụng kinh hành thiền thì đấy là cái nghiệp thường hành. Còn cái người mà hay làm những cái ác nghiệp, như người ta có cái tà kiến, người ta tôn thờ, người ta cũng thường xuyên thực hành những cái nghi thức tà kiến của họ. Những cái người mà theo cái
tôn giáo bất thiện như là đạo thờ lửa, ngày nào người ta cũng tế lễ, cúng bái tế lễ, thì người ta cũng thường xuyên tạo tác những cái ác nghiệp, gọi là cái ác nghiệp thường hành. Người thì có những cái thiện nghiệp thường hành, đó là mình tạo những cái thiện nghiệp đều đặn. Cái người có ác nghiệp là tạo những cái ác nghiệp đều đặn. Nhưng ngày nào người ta cũng làm cái nhiệm vụ đi tế lễ, hay là giết mổ súc sinh đi tế lễ, là tuyên truyền những cái điều tà kiến cho mọi người, thì đó là ác nghiệp thường hành hoặc thiện nghiệp thường hành. Còn có cái nghiệp ngoại thường thuộc về thiện, có cái nghiệp ngoại thường thuộc về ác. Cái nghiệp ngoại thường thuộc về thiện đó là mình sống ở trong một cái môi trường, ví dụ một cái người mà sống ở trong cái môi trường thiện, như là cái người sống ở chùa chẳng hạn, thì hàng ngày mình lễ Phật nhiều, mình tụng kinh cũng nhiều, ngồi thiền cũng nhiều, nghe pháp cũng nhiều, phục vụ cũng nhiều, cung kính cũng nhiều, cái gì cũng nhiều. Và khi mình làm nhiều quá mình thấy nó bình thường, và lúc đấy mình làm với một cái tâm rừng rưng, vì mình bao nhiêu năm sống ở cái môi trường này rồi, thì cái thiện nghiệp đấy nó trở thành thiện nghiệp ngoại thường, vì mình làm nhiều quá nó thành quen, quen rồi đấy, nhờn. Còn có cái người ác nghiệp ngoại thường là cái người đấy, người ta cũng sống ở trong cái môi trường ác ấy, cái môi trường bất thiện, người ta sinh ra ở một cái nơi mà có những cái văn hóa, những cái tục lệ hay là những cái nghề nghiệp, như từ bé người ta đã biết sát sinh, hay là từ bé người ta được huấn luyện đi ăn trộm cắp, làm những cái thiện nghiệp đấy nó quen, và bây giờ người ta làm đấy nó cảm thấy nó bình thường, mình sát sinh mình thấy nó bình thường. Ngày nào cũng đi làm cái việc đấy, đâu có thấy tội lỗi gì. Thì cái ác nghiệp đấy ngày nào cũng làm, cho nên nó không còn cảm thấy kinh cảm nữa, không còn cảm thấy ghê gớm nữa. Thì cái ác nghiệp đấy nó trở thành ác nghiệp ngoại thường. Còn cái thiện nghiệp mà ngày nào mình cũng làm nó quen, nên là cái thiện nghiệp ngoại thường. Còn những cái người mà lâu lâu người ta mới được đến, người ta làm thiện nghiệp một chút thì người ta hoan hỉ. Thế là người ta rất là hoan hỉ, bởi vì lâu lâu mới có cơ hội để làm cái thiện nghiệp. Thì cái thiện nghiệp đấy nó trở thành thiện nghiệp thường, nếu mà cái nghiệp đấy nó trở thành thiện nghiệp thường hành. Còn cái ác nghiệp đấy, lâu lâu có người người ta mới làm cái ác nghiệp một tí, nhưng khi làm cái ác nghiệp đấy người ta cảm thấy nó rất, có người ta rất là phấn khích với cái ác nghiệp đấy. Có thể là với cái tâm hỷ, có thể cái ác nghiệp đấy với cái tâm, với cái tâm 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 yêu, tâm xả gì đó, thì cái ác nghiệp đấy nó trở thành loại thường. Còn những cái gì mà ngày nào mình cũng thường làm thì đó là thường, loại thường. Thỉnh thoảng mình mới làm thì nó được trở thành thường hành. Bốn loại nghiệp theo thời gian cho quả. Cái loại nghiệp theo thời gian cho quả, tức là một cái hành động mình làm ở trong hiện tại này, nó có thể trổ quả ngay trong kiếp hiện tại, nó có thể trổ quả ở cái, nếu như kiếp hiện tại nó không trổ thì nó trổ quả ở cái kiếp thứ hai, tức là sau cái kiếp này. Nhưng nếu sau kiếp này nó không trổ quả thì nó có thể sẽ trổ quả từ kiếp thứ ba cho đến kiếp cuối cùng. Bất cứ khi nào nó có đủ điều kiện nhân duyên nó sẽ trổ quả. Bởi vì khi mình tạo một cái nghiệp gì đó thì trong tâm mình sẽ khởi lên bảy cái sát na tâm, là cái tâm mà nó tạo nghiệp ấy. Nên là khi mà một cái tâm nó khởi lên thì bao giờ nó cũng phải có một cái, ở cái hàng ngũ môn thì nó cũng tồn tại một cái hướng tâm, xong là nó có cái tâm nhãn thức, một cái tâm ngũ môn hướng tâm, một cái tâm tiếp thọ suy xét, rồi cái tâm định quyết định, xong là nó mới đến bảy cái động lực, thì hai cái tâm thập di, hay là một cái tâm tư tưởng thì nó khởi lên ở trong ý, một cái nghiệp nó khởi lên trong ý, nó khởi lên một cái ý môn và bảy cái động lực, hai cái thập di, thì bảy cái tâm động lực đấy nó sẽ là cái tâm tạo nghiệp. Ở cái sát na thứ nhất nó sẽ có nhiệm vụ là trổ quả ngay trong cái kiếp sống hiện tại này, tức là nếu mình làm một cái thiện nghiệp hoặc một cái ác nghiệp, cái thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đấy nó có thể trổ quả ngay trong kiếp này. Như là một cái người mình làm một cái, mình bây giờ làm nhiều cái thiện nghiệp và mình sẽ gặp nhiều may mắn ngay trong đời này. Nhưng cái người mà
bố thí hay là giữ giới, thì ngay trong cái đời này vị đấy sẽ được cái quả báo như là được mọi người tôn trọng, được tiếng tốt đồn xa, và mình sẽ tự tại, không có sợ hãi rụt rè khi mình đứng trước đám đông, trước hội chúng. Khi mệnh chung thì tâm không tán loạn, hoặc là sau khi mãn chung thì được sinh về cõi này. Đấy là những cái thiện nghiệp nó trụ quả ngay trong cái hiện tại này, nó làm cho mình được cái tự tại như vậy. Đấy, có những cái ác nghiệp nó trụ quả ngay trong cái hiện tại này, đó là mình làm một cái ác nghiệp gì đó, mình sẽ bị quả báo, nó là bị bắt, bị tù đầy, bị đánh đập, bị chê bai, bị khinh thường, bị... Đấy là cái quả nó trổ ngay trong kiếp hiện tại. Và nó trổ trong kiếp hiện tại rồi nó vẫn chưa hết, nó sẽ trổ vào trong kiếp thứ hai nữa. Tức là nó trổ quả trong kiếp hiện tại đấy, nó mới chỉ gọi là một cái, nó gọi là cái hoa báo, là một cái quả. Nhưng mà nó sẽ trổ quả trong cái đời kế tiếp. Nó trổ quả ở kiếp thứ hai rồi nó vẫn chưa hết, những cái nghiệp đấy nó sẽ trổ quả nhiều kiếp nữa. Nhưng mà cũng có những cái nghiệp thì nó bị gián đoạn, nó không trổ quả được ở kiếp này, nó không trổ quả được ở kiếp thứ hai, nó cũng không trổ quả được ở các kiếp sau. Nên là có những cái nghiệp nó trở thành vô hiệu quả. Có nên nó gọi là nghiệp không trổ quả, có cái nghiệp nó không trổ quả. Nên nó cũng bốn loại nghiệp. Thì nó được chia thành có nghiệp trổ quả kiếp này, có nghiệp trổ quả kiếp sau, có nghiệp trổ quả từ kiếp thứ ba, nhưng cũng có những nghiệp nó không trổ quả. Nó không trổ quả vì nó không có cơ hội để trổ quả. Ví dụ mình đã làm một cái thiện nghiệp ở kiếp này, nhưng mà nó không có trổ quả, mình không có được hưởng thấy an vui, mình vẫn thấy đời mình nó gặp nhiều khó khăn, khổ cực. Đấy là vì nó không có những cái thiện nghiệp nó hỗ trợ cho cái nghiệp để trổ quả, thì mình sẽ chờ kiếp sau. Nhưng mà đến kiếp sau mình lại đọa vào cõi khổ chẳng hạn, nó cũng không có cơ hội nó trổ quả nữa, thì mình sẽ vẫn còn cơ hội để gặt hái cái quả đấy từ kiếp thứ ba đến kiếp cuối cùng. Nhưng có thể đến một cái kiếp nào đấy mình sinh lại làm người, mình tu chứng quả a la hán ngay chẳng hạn, thì những cái nghiệp đấy nó bị cắt đứt. Một cái nghiệp bất thiện vậy, có khi mình gặp làm một cái nghiệp bất thiện nhưng mà trong đời này mình vẫn tự tại. Cái nghiệp đấy không có ai là cái người bắt đoại mình vẫn gặp an vui. Đấy là cái nghiệp ác, nó không có cơ hội trở quả trong kiếp này, nhưng nó sẽ trở quả ở cái kiếp kế tiếp. Nhưng mà đến lúc kế tiếp mình lại tâm mình lại hướng thiện, mình không có đọa vào cõi khổ, thì cái nghiệp ác ấy nó lại không có cơ hội trở quả nữa. Vậy nhưng mà nó vẫn còn chờ đấy ở kiếp thứ ba đến kiếp cuối cùng. Nhưng mà đến kiếp thứ ba chẳng hạn, mình sinh ra làm người, mình lại tu chứng quả a la hán chẳng hạn, thì mình sẽ cắt đứt được hết những cái nghiệp đấy. Vậy thì cái nghiệp nó không trổ quả. Vậy có những cái nghiệp nó trổ quả ở kiếp này, có nghiệp nó trổ quả ở kiếp sau, có nghiệp nó trổ quả ở nhiều kiếp về sau, có những cái nghiệp không kịp trổ quả, không có cơ hội để trổ quả. Đó là vấn đề của nghiệp. Nghiệp trổ quả ngay trong hiện tại. Khi mà mình ở cái sát na tạo nghiệp thứ nhất, nếu như nó là một cái ác nghiệp thì mình luôn các cái căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình luôn luôn thấy những cái cảnh không ưa thích, thân ý nó cũng có cả tiếp nhận và có cả suy xét. Bao gồm tất cả cái tâm tiếp nhận và cái tâm suy xét. Chứ nó bao gồm hết. Nếu mà nó cũng trổ quả ở trong kiếp hiện tại này thì mình luôn luôn được thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc, tiếp nhận và suy xét những cái cảnh không ưa thích, đấy là ác nghiệp. Còn đối với thiện nghiệp thì mình luôn luôn được thấy những cái cảnh ưa thích. Còn có những cái nghiệp nó sẽ trổ ngay ở trong hiện tại, mà thậm chí nó sẽ trổ ngay ở trong cái thời điểm là trong vòng 7 ngày nó sẽ trổ quả.
kể từ cái lúc mình tạo nghiệp. Có một số trường hợp, nó sẽ trổ quả ngay trong cái thời gian 7 ngày kể từ khi mình tạo nghiệp. Từ một số cái nghiệp nó rất là già, rất là mạnh. Đó là mình nó có hội tụ, nó hội tụ đầy đủ các cái yếu tố nhân duyên. Như là một cái người mà có cái tâm bố thí mà hội đủ được đầy đủ các cái điều kiện yếu tố nhân duyên là nó sẽ trổ quả ngay trong 7 ngày. Ví dụ như là vị đó bố thí cái tâm thiện, khởi lên một cái tâm hoan hỷ trước khi bố thí, cái tâm hoan hỷ trong khi bố thí, cái tâm hoan hỷ sau khi đã làm bố thí. Cái vật thí là một cái vật trong sạch do chính mình làm ra. Cái người nhận cái vật thí đấy phải là một bậc thánh, một bậc thánh thấp nhất là từ Bát Nai trở lên, tức là một vị A-la-hàm, một vị A-la-hán, hoặc một vị độc giác Phật, hoặc một vị Phật toàn giác. Và cái điều kiện nữa là cái vị thánh đấy phải vừa mới xả ra khỏi cái thiền diệt tận định trong 7 ngày nhập định. Tức là một vị thánh mà nhập định 7 ngày 7 đêm, nhập vào thiền diệt 7 ngày 7 đêm. Sau đó cái vị thánh đấy sẽ đi khất thực chẳng hạn. Và nếu như một cái vị thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được cúng dường đến một cái bậc thánh nhân vừa mới xả ra khỏi thiền diệt đấy, với một cái tâm trong sạch trước, trong và sau khi làm, và cái vật bố thí đấy là một cái vật trong sạch, thì cái thiện nghiệp đấy nó sẽ trổ quả ngay trong cái thời gian 7 ngày, có thể trổ quả ngay trong ngày hôm đấy, hoặc là ngày thứ hai, hoặc là đến ngày thứ bảy nó sẽ trổ quả. Đây là như trường hợp ông Phú Hộ Punya này, hai vợ chồng cúng dường đến ngày 60 Phật mới thả ra khỏi thiền diệt. Cho nên vì đó được cái trổ quả là những cái xá cài nó biến thành vàng. Hay là trường hợp của cái bà Mạt Nợ Phu Nhân. Mạt Nợ Phu Nhân là một cái cô gái đi trồng hoa, vừa đi thì đang đi trên đường đi làm như vậy thì gặp Đức Phật. Cô này cúng dường lên Đức Phật tất cả những cái món ăn của mình trong cái ngày hôm đấy. Khi mà Đức Phật thọ nhận xong thì ngay trong ngày hôm đấy này thì cô gái này trở thành một bà hoàng hậu Mạt Nợ Phu Nhân. Thì cái nghiệp ấy nó trổ quả ngay trong ngày hôm đấy, những cái thiện nghiệp trổ quả ngay trong ngày hôm đấy. Hay là có một cái trường hợp là hai vợ chồng mà chỉ có một cái khố và rất là nghèo. Khi mà vợ mặc thì chồng ở trong nhà, chồng mà mặc cái khố ấy đi ra ngoài thì người vợ ở trong nhà. Và hôm ấy Đức Phật mới chưa tăng đi qua, và hai vợ chồng quyết định đem một cái tài sản quý nhất của mình ra cúng dường, đó là cái khố. Nên vừa quăng đã cúng dường. Khi mà Đức Phật hôm đấy đi vào trong cung vua để thọ trai thì tất cả những người tùy tùng đi theo Đức Phật biết được cái câu chuyện đấy, là có hai vợ chồng rất là nghèo khổ và đã cúng dường một cái tài sản duy nhất của mình. Và nhà vua nghe được cái tin đấy thì cho chở rất là nhiều của cải, lụa là và tất cả những cái tài sản khác đến, và hai vợ chồng ngay trong ngày hôm đấy trở thành những người giàu có ngay. Còn cái ác nghiệp cũng vậy, nó có thể trổ quả ngay trong thời gian 7 ngày. Này, nếu như một cái người đó mà phạm một cái ác nghiệp đối với một cái bậc thánh, thì em như là thời Đức Phật có rất là nhiều người đã tạo những cái ác nghiệp mà nó trổ quả, có thể trổ quả ngay trong cái lúc đấy. Coi như là một cái nàng, một cái cô gái mà giả là bụng chửa để vu oan cho Phật, thì ngay trong cái lúc đấy cái cô này cũng đã bị cái trổ quả là đất nứt ra, và cô này bị đất nuốt chửng, rơi thẳng vào địa ngục A Tỳ. Hay là tỳ kheo Kokanika là bạn của Đề Bà Đạt Đa, chỉ có ác tâm với ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kỳ Liên, ác tâm vu khống mạ nị phỉ bạc hai bậc thánh đệ tử, thì cái vị đấy cũng bị cái quả báo nó trổ ngay
trên người thì hiện lên rất nhiều mụn nhọt. Đầu tiên là nó nhỏ, xong rồi dần dần nó lớn đến to như nắm tay, nó vỡ bung ra vì nó chết một cái này, đất nuốt chửng vào trong địa ngục A Tỳ. Như trường hợp mà có một ông vua, vua Điều Đạt là cha của Đề Bà Đạt Đa, cha của Đề Bà Đạt Đa, thì khi mà Đức Phật đi khất thực thì ông này ông ra đường, ông bày tiệc rượu ra giữa đường để ông ngăn cản. Không biết là Đức Phật chỉ có một con đường này, nhưng hôm nay mà ngăn cản được sẽ làm cho Phật nhịn đói bữa. Không có cái ác ý như vậy, ông ra ngồi giữa đường uống rượu, Phật đi đến đấy thì ông không có tránh được. Nhưng khi mà Phật, Đức Phật mới biết cái ác nghiệp này sẽ trổ quả trong 7 ngày. Và Đức Phật cũng nói với A Nan, 7 ngày nữa thì Điều Đạt sẽ bị đất nuốt chửng. Thì Điều Đạt nghĩ là ta sẽ làm cho cái lời nói này của Đức Phật trở thành vô hiệu quả. Rồi đến cái ngày thứ 7, ông lên cái tầng một cái nhà có 7 tầng, ông lên cái tầng thứ 7, ông bắt mọi người nó canh gác, không được để cho ông xuống. Nhưng mà ở đây lúc đến 11 giờ trưa thì có con ngựa trong chuồng nó sầm ra ngoài. Mình nhìn thấy con ngựa quý của mình chạy ra ngoài, ông no nắng quá, ông quên hết tất cả những chuyện khác. Ông mở cửa, ông chạy ra, nó rơi từ trên đấy, rơi xuống đến dưới đất, nó bị chết. Thế là đến ngày thứ 7 nó sẽ trổ quả. Đó là những cái nghiệp nó sẽ trổ ngay trong kiếp này, có những kiếp nó trổ kiếp sau, còn có những cái nghiệp nó sẽ trổ quả trong cái kiếp kế tiếp. Khi mà cái nghiệp nó sẽ trổ quả ở trong cái kiếp thứ hai, một là nó sẽ trổ quả lúc vị đó đang hấp hối, tức là cái lúc cận tử nghiệp, và nó sẽ trở thành cái nghiệp đi tái sinh trong kiếp sau. Hoặc là nó sẽ trổ quả ở cái kiếp, hoặc là nó sẽ trổ quả sau khi đã tái sinh. Ác nghiệp nó cũng vậy, nó có thể trổ quả lúc tái sinh hoặc là trổ quả sau khi tái sinh. Thì cái nghiệp mà nó trổ quả ở kiếp thứ hai này là cái nghiệp mạnh nhất. Cái nghiệp này nó là quả của cái sát na thứ 7. Là một cái người tạo một cái nghiệp nó sẽ có 7 sát na. Thì cái sát na đầu tiên là cái sát na yếu nhất. Yếu nhất thì nó sẽ trổ quả đầu tiên, nó sẽ trổ quả sớm nhất. Cái sát na thứ 7 là sát na mạnh nhất thì nó lại trổ quả ngay sau cái kiếp sau. Còn những cái sát na từ thứ 3 đến thứ 6 là cái sát na vừa vừa, thì nó sẽ trổ quả ở từ kiếp thứ 3 đến kiếp cuối cùng. Lúc tái sinh nó có thể trổ quả trong cái lúc mình đi tái sinh, nó trở thành sinh nghiệp. Khi hoặc là cái nghiệp đấy, một cái nghiệp khác nó trổ quả lúc tái sinh thì cái nghiệp đấy nó trở thành trì nghiệp. Ví dụ như là bây giờ mình làm một cái thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng lúc tái sinh thì để tái sinh với một cái nghiệp ác, mình đọa làm súc sinh, thì cái nghiệp thiện này nó sẽ trở thành một cái nghiệp hỗ trợ. Thế lúc ấy chẳng may mình sinh làm con chó như vậy, thì cái nghiệp thiện nó trở thành hỗ trợ, nó làm cho mình làm con chó rất là đẹp, rất là khôn, được rất nhiều người yêu quý, cho ăn ngon, cho ở cái nơi xa. Mình tái sinh làm con gì cũng vậy. Hoặc là cái nghiệp thiện này nó tái sinh cho mình trở lại làm người, thì những cái thiện nghiệp khác nó hỗ trợ, nó làm cho mình được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe, trí tuệ. Ác nghiệp nó cũng có thể tái sinh, trổ quả lúc tái sinh hoặc sau khi tái sinh. Nó có thể trổ quả lúc tái sinh làm cho mình sinh vào cõi ác. Nó có thể trổ quả sau khi tái sinh, nó làm cho mình thọ rất nhiều những cái cảm thọ đau khổ ở cái cõi khổ này. Nghiệp cho quả từ kiếp thứ 3 đến kiếp cuối cùng, đấy là sát na từ thứ 3 đến thứ 6 thì nó cho quả. Có những cái người mình làm một cái thiện nghiệp ở cái đời này, nhưng mà cái nghiệp đấy nó không trổ quả ở cái đời này, nó vì nó có quá nhiều những cái nghiệp khác nó trổ quả rồi, cái nghiệp này không có cơ hội trổ quả. Và đến kiếp thứ hai mình lại cũng không có được hưởng cái thiện nghiệp này. Ví dụ như mình làm những cái thiện nghiệp ở dục giới, nhưng mà cái kiếp thứ hai mình sinh về cõi Phạm Thiên chẳng hạn, thì mình chỉ hưởng cái thiện nghiệp sắc giới thôi, còn thiện nghiệp dục giới mình vẫn chờ đợi.
hoặc là cái thiện nghiệp mình làm nhưng mình chết, đến lúc chết mình khởi cái ác tâm thì mình đọa xuống địa ngục hoặc ngạ quỷ, thì những cái thiện nghiệp này nó cũng không trổ được ở trong cái kiếp địa ngục và ngạ quỷ. Thiện nghiệp nó không thể trổ được ở trong địa ngục, trong địa ngục chỉ có ác nghiệp nó trổ quả, và ngã quỷ cũng vậy, ngã quỷ chỉ có ác nghiệp nó trổ quả. Nếu mà một cái thiện nghiệp nó trổ quả là cái ngã quỷ được thoát ngay, thiện nghiệp nó trổ quả thì cái chúng sinh ở cõi địa ngục cũng được thoát. Vậy chỉ có ác nghiệp nó trổ quả, và thiện nghiệp nó sẽ chờ đấy, khi mà mình sinh thì một cái kiếp thứ ba hoặc thứ tư thứ năm nào đấy, khi nào nó có cơ hội nó trổ quả ở đấy. Cái ác nghiệp cũng vậy, có thể mình đã làm nhiều cái nghiệp ác rồi, nhưng mà lúc chết mình lại biết hướng tâm về điều thiện, cho nên mình sinh về cõi này. Vậy thì ác nghiệp nó không trổ quả ở kiếp thứ nhất, nó cũng không trổ quả ở kiếp thứ hai, thì nó có thể đến kiếp thứ ba, thứ bốn, thứ năm nào đấy, khi nào có đủ cái điều kiện thì mình mới thọ cái quả của nó. Khi mình làm bất cứ một cái thiện nghiệp gì cũng vậy, thì nó cứ còn ở đây, khi nào nó có thể trổ quả bất cứ lúc nào, nó có thể đi theo mình cho đến khi nào vị đó đắc niết bàn thì thôi. Ác nghiệp cũng vậy, nó cũng sẽ đi theo mình cho đến khi nào đắc niết bàn thì thôi. Còn nếu mình chưa đắc niết bàn thì cái thiện và cái ác này nó vẫn còn đi theo mình. Mà những cái thiện và cái ác này mình đã tích lũy được vô vàn, vô lượng, vô số kiếp này, cho nên bây giờ mình có rất nhiều những cái nghiệp. Mình đang có cả một kho tàng nghiệp, trong đó có cả thiện, có cả ác. Nhưng mà thường thường những cái nghiệp nào nó gần với những cái đời sống này thì nó hay trổ quả, hoặc là cái tâm của mình nó hướng đến cái điều gì thì nó sẽ trổ quả, cái nghiệp đấy nó có cơ hội để nó trổ quả. Có những cái nghiệp như là mình đã tạm tạo những cái thiện nghiệp như là hành thiền, nhưng mà cái thiện nghiệp này có thể mình đã tích lũy, mình đã từng tạo cách đây hàng trăm hàng ngàn năm trước, tức là hàng trăm hàng ngàn kiếp về trước mình mới hành. Và cho một cái thời gian dài mình không có hành thiền, thì những cái thiện nghiệp hành thiền đấy nó sẽ chờ đợi cho đến khi nào mình có cơ hội hành thiền thì nó sẽ trổ quả trở nên, gọi là những cái ba la mật. Những ba la mật nó như một cái người vậy, một người đi xuất gia thì những cái thiện nghiệp mà đã xuất gia trong rất nhiều đời quá khứ nó sẽ trổ quả. Còn nếu mà mình mà không chọn cái đời sống xuất gia, mình chọn đời sống tại gia, thì những cái nghiệp mà mình đã từng tạo cái lúc xuất gia, những cái ba la mật đấy nó sẽ ngủ ngầm ở đây, nó cứ tiềm ẩn ở đây, nó chờ đợi. Và nó, những cái nghiệp liên quan đến cái đời sống thế tục nó sẽ trổ quả, nó sẽ làm cho mình gặp những cái nhân duyên thế tục. Còn nếu mình hướng tâm về đời sống xuất gia thì mình sẽ gặp những cái nhân duyên xuất gia vì cái đời sống về trong giáo pháp. Cái nghiệp vô hiệu quả, nghiệp không có cơ hội trổ quả thì trở thành vô hiệu quả. Thiện nghiệp vô hiệu quả và ác nghiệp vô hiệu quả. Có một số nghiệp nó không trổ quả, không trổ quả. Như mình làm những cái nghiệp thiện, nhưng mà đến trước thì làm việc thiện, sau đó mình làm việc ác thì cái ác nó ngăn cản với cái thiện, nó làm cho cái thiện đó không trổ quả được. Thì cái thiện nghiệp đôi khi nó bị ác nghiệp nó làm cho vô hiệu quả, hoặc là thiện nghiệp nó bị những cái thiện nghiệp cao hơn làm vô hiệu quả. Như mình chứng đắc các tầng thiền cao nó làm vô hiệu quả của các tầng thiền thấp. Ác nghiệp đôi khi nó làm cho thiện nghiệp trở thành vô hiệu quả. Đáng lẽ mình trước này mình làm thiện, sau đó mình làm ác thì cái ác đấy nó chế ngự một cái thiện. Có những cái ác nghiệp, có những cái ác nghiệp và nó cắt đứt cái quả của thiện nghiệp. Ác nghiệp nó cắt đứt quả của thiện nghiệp, thì nó trở thành cho, có những cái nghiệp thiện thì nó cắt đứt quả của cái nghiệp ác. Ví dụ như là một cái người đấy mà chứng đắc các đạo quả thì nó cắt đứt tất cả các cái ác nghiệp, như tướng cướp Angulimala giết 999 người, nhưng ngay trong kiếp đấy ông tu chứng quả A-la-hán, cho nên ông không phải đọa vào cõi khổ nào hết. Hay là một cái thiện nghiệp rất là mạnh, nó mới cắt đứt được cái ác nghiệp này. Còn nếu mà cái kiếp đấy ông mà không đi tu thì ông ấy sẽ đọa vào địa ngục rất lâu, vì cái sát nghiệp của ông rất là nặng. Vậy thời Đức Phật có một cái vị này
vị làm cái nghề đao phủ cho vua, cho vua Kosala. Ông làm cái nghề đao phủ suốt cả một cuộc đời, suốt 40 năm, 50 năm cuộc đời rồi. Nghiệp của ông, nghề của ông là chỉ đi chém đầu thôi, người ta này, chỉ chém đầu. Và đến khi ông về già, ông già quá, sức khỏe ông quá yếu, ông không thể vác được cây đao để chém đầu phạm nhân nữa. Thì lúc đấy ông mới xin nhà vua là ông về quê để nghỉ hưu. Trên đường mà ông đi về quê nghỉ hưu thì ông ghé qua tịnh xá, ông vào ông đảnh lễ Đức Phật, vào bên Đức Phật đang thuyết pháp. Thì ông nghe xong một bài pháp đó, ông chứng được quả dự niu. Thì cái đạo quả đấy nó cắt đứt tất cả những cái nghiệp ác mà ông đã tạo trong cái cuộc đời. Thì vô số người khi chết người ta đọa làm ngã quỷ, người ta đi theo, người ta tìm cơ hội để người ta báo thù. Vì rất nhiều người người ta bị ông chém đầu, người ta căm thù ông rất là nhiều. Và nếu như cái ông đấy mà cái hôm đấy mà không ghé vào cái tịnh xá kỳ viên để nghe pháp, thì khi nó chết chắc chắn phải đọa vào địa ngục và phải đọa vào những cái cõi khổ rất lâu dài. Bởi vì có một cái thời gian rất dài ông ấy làm cái ác nghiệp ấy, chém đầu rất nhiều người. Mà khi mà ông chứng được đạo quả thì các cái chúng sinh người ta căm thù ông thì nó không làm gì được, thì nó tức quá. Có một con dạ xoa nó mới nhập vào một con bò và nó đâm ông chết. Ông chết cũng chết ngay ngày hôm đấy. Thì ông chết một cái thì ông không có sinh về cõi nặng cõi khổ nữa. Vì ông ấy chứng được quả dự niu thì ông chỉ sinh về cõi này này, chứng được sơ quả. Thì còn 7 kiếp trong sinh tử, nhưng chỉ sinh về cõi trời và cõi người, chứ không bao giờ sinh vào cõi 4 cái cõi ác. Đó là những cái ác nghiệp nó bị cắt đứt bởi những cái thiện nghiệp. Có những người người ta làm ác rất nhiều, nhưng mà khi người ta hướng thiện một cái thì cái ác ấy nó tiêu tan. Đây là cái trường hợp của cái ông mà ông làm nghề đao phủ. Bốn loại nghiệp theo cảnh giới cho quả. Bất thiện nghiệp ở cái cõi dục giới thì nó có ác nghiệp và có thiện nghiệp, cho nên gọi là bất thiện nghiệp và dục giới thiện nghiệp. Còn ở cái thiện nghiệp thì nó có, ngoài cái dục giới là nó có sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện nghiệp nữa. Khi mà những cái nghiệp thì nó cho quả theo những cái cảnh giới khác nhau. Cho nên là tại sao chúng sinh lại có những cái chúng sinh có sự sai khác? Tại sao có chúng sinh thì khổ đau, có chúng sinh bất hạnh, có người đẹp đẽ, người thô xấu, người may mắn, hạnh phúc, người thì luôn luôn gặp rủi ro bất hạnh, người thì sống lâu, người thì chết non, người thì xấu, người thì sinh về cái cõi này, người thì chúng sinh thì đọa xuống cõi khổ. Tại sao ở cái thế gian này nó lại muôn vàn sai khác? Bởi vì những chúng sinh tạo những cái nghiệp muôn vàn sai khác, không có ai giống ai về cái sự tạo nghiệp. Cho nên khi những cái quả của nghiệp đến nó trổ quả, nó cũng dệt nên những cái sự sai biệt ở các cái cõi sống khác nhau, khiến cho những chúng sinh có những cái thân hình thô xấu, có những chúng sinh có thân hình đẹp đẽ, có những cái chúng sinh thì may mắn hạnh phúc, có chúng sinh gặp rủi ro bất hạnh. Đấy là cảnh giới của những chúng sinh. Nó có những cái cảnh địa ngục, có cảnh ngã quỷ, có cảnh súc sinh, có cảnh Aruna, có cảnh người, có cảnh giới chư thiên, có cảnh giới phàm thiên, có cảnh giới dục giới, có cảnh giới là sắc giới, có cảnh giới thuộc về vô sắc giới. Thì cũng là do chúng sinh tạo những cái nghiệp khác nhau. Có chúng sinh tạo ác nghiệp, có chúng sinh tạo thiện nghiệp, có những chúng sinh tạo những cái nghiệp thuộc về dục giới, có những chúng sinh tạo những nghiệp thuộc về sắc giới, có những chúng sinh tạo những nghiệp thuộc về vô sắc giới. Cho nên ở trong cái thế gian này, trong thế giới này, nó mới trở thành đa dạng như vậy. Nó mới có các loài, các cõi như vậy, hiện lên muôn vàn những cái sai khác như vậy. Về bất thiện nghiệp tạo ác nghiệp, thì cái ác nghiệp nó được tạo tác bởi ba cái căn môn. Ba căn là thân căn, khẩu căn, ý căn. Thân thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm ấy. Khẩu có nói dối, nói hai lưỡi ấy, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời nhảm nhí ấy. Ý là tham, nam, sân, hận và tà kiến ấy. Đấy là 10 cái ác nghiệp.
10 cái ác nghiệp thuộc về thân đấy được chia làm 3 thời kỳ. Đó là trước khi làm đã khởi đến tâm ác rồi này, trong khi làm nó khởi đến tâm ác, và sau khi làm nó vẫn tưởng nhớ đến cái ác đấy nữa, thì nó tạo thành 30 cái ác nghiệp. Cái chúng sinh tạo cái ác nghiệp. Có những chúng sinh chỉ khởi lên, nó khởi lên mà nó không làm, thì đấy là nó chỉ tạo trước khi tạo thôi. Có những chúng sinh nó khởi lên nó làm rồi, xong đó nó sẽ thôi, nó không nghĩ đến, nó không nhớ nghĩ đến nữa. Có chúng sinh chỉ vừa trước khi làm nó đã có ác tâm, trong khi làm nó có ác tâm, sau khi làm nó vẫn còn có ác tâm, thì nó tạo thành 30 cái ác nghiệp. Còn 4 cái hạng người tạo ác nghiệp đấy, 4 cái hạng người là: một cái hạng người là tự mình làm, hạng người thứ hai là sai bảo người khác làm, hạng người thứ ba là tán thán cái người khác làm, hoặc là mình thấy người khác làm ác mình cổ vũ, mình tán thán người khác. Hạng người thứ bốn là tâm mình hài lòng, hoan hỉ, thích thú khi thấy người khác làm ác. 4 hạng người như vậy, từ cái 4 hạng người thì nó suy ra 40 ác nghiệp. Có khi nào mình một người mà có đủ cả 40 ác nghiệp này không? Mình có một người mà có đủ cả 4 hạng này không? Mình vừa làm, mình vừa sai người khác làm, mình vừa tán thán người khác làm, mình vừa hoan hỉ hài lòng khi người khác làm ác, thì cái người đấy cũng tạo ra 40 cái ác nghiệp khác nhau. Thì những cái ác nghiệp ấy nó cho quả theo cái cảnh giới, thì nó chỉ cho quả theo cảnh giới là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và Atula. Những cái ác nghiệp này nó chỉ cho quả vào các cái cảnh giới, cảnh giới khổ đau, đó là cảnh giới địa ngục, cảnh giới địa ngã quỷ, cảnh giới súc sinh và cảnh giới Atula. Đây là những cái quả, những cái cảnh giới của các cái ác nghiệp. Khi nó trổ quả, nó đưa đến các cảnh giới ác, nó đưa đến các cảnh giới khổ đau. Còn ở đây là về thiện nghiệp ở cõi dục giới, về cái thiện nghiệp ở dục giới. Thì thứ nhất là nó sẽ có 10 cái phước thiện, 10 cái loại phước thiện, 10 cái nhân tạo phước ấy, như là bố thí, trì giới, tham thiền, hay là tụng kinh, nghe pháp, thuyết pháp, tùy hỷ phước, hồi hướng công đức, hành thiện sự, giúp đỡ. Thì đấy là 10 cái phước thiện. Còn những cái căn mà nó tạo lên cái thiện nghiệp, nó cũng có 3 căn: thân, khẩu, ý. Như về thân là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Về khẩu là không nói dối, không nói chia rẽ, không nói thô tục, không nói vô ích, nhảm nhí. Về ý là không tham lam, không sân hận, không tà kiến. 3 căn đấy nó cũng chia thành 3 thời kỳ, 10 cái nghiệp đấy. Trước khi mình làm thiện nghiệp, trong khi làm thiện nghiệp và sau khi làm thiện nghiệp. Tức là mình khởi lên cái thiện tâm trước khi mình làm, mình khởi lên cái thiện tâm trong khi làm, và khởi lên cái thiện tâm sau khi làm, thì nó sẽ tạo thành những cái thiện nghiệp trước khi làm, thiện nghiệp trong khi làm, và thiện nghiệp sau khi làm. Có những người thì có đủ cả 3 thời kỳ như vậy, để cái nghiệp thiện ấy nó rất là mạnh. Có những cái người mình làm nghiệp thiện nó chỉ khởi lên được cái tâm thiện, nhưng mà mình chưa có cơ hội để làm. Mình khởi lên cái tâm thiện thì có, nhưng mà mình lại chưa có thực hiện được cái tâm đấy, thì nó chỉ có được cái thiện nghiệp trước khi nào. Còn có những người có được cái thiện nghiệp trong khi nào. Và có những người khi mà mình làm xong rồi, mình làm xong nghiệp thiện rồi, mình lại thấy nuối tiếc, thì lúc đấy nó chỉ được 2 thời kỳ trước và trong, mà nó không có cái thời kỳ về sau. Còn có những người mình làm việc thiện xong rồi mình thấy hoan hỉ hài lòng, thì nó sẽ tạo thêm được cái thiện nghiệp là sau khi làm nữa. Một người bố thí, trước khi bố thí mình hoan hỉ, trong khi bố thí hoan hỉ, sau khi bố thí hoan hỉ. Hoặc là có những người trước khi bố thí mình không có hoan hỉ, là do người khác ép mình phải bố thí, thì mình cũng
thì mình sẽ được cái thiện nghiệp ở hai thời kỳ, trong khi nào và sau khi mình, khi mình làm rồi mình lại thấy hoan hỉ thì nó sẽ được cái thiện nghiệp sau khi nào. Có những cái người thì trong cái người làm cái thiện nghiệp bố thí mình sẽ được cái tâm thiện trước khi, trong khi làm, nhưng người đó lại không có cái tâm thiện trước khi và sau khi làm. Có những cái người mà mình cũng cái hành động bố thí đấy nhưng mà mình không có cái tâm thiện ở cả ba thời kỳ. Trước khi làm mình nghĩ mình có mục đích làm để được nổi tiếng, trong khi làm thì mình bảo bây giờ mình được nhiều người biết đến. Sau khi làm rồi thì mình không có nghĩ đến cái thiện nghiệp, mình không có nghĩ đến cái lợi ích của cái người khác, mà chỉ nghĩ đến cái lợi ích ích kỷ của mình, thì không có cái tâm thiện mà nó chỉ có tâm bất thiện trong đấy. Thì cả ba cái thời kỳ đấy, cái người đấy không tạo được nghiệp, không tạo được cái nghiệp thiện này, mà cũng cái hành động thiện. Nên là có rất nhiều người không tạo được thiện nghiệp, mà cái hành động thì bề ngoài thì là thiện, nhưng mà cái không có cái tâm thiện, cho nên nó không tạo được nghiệp thiện. Nghiệp thiện chỉ khi nào có tâm thiện. Có bốn hạng người làm cái nghiệp thiện. Đấy là có một cái người tự mình làm, có hạng người là sai người khác làm, có người thì tán thán cái người làm nghiệp thiện, có cái người thì hài lòng hoan hỷ khi thấy làm nghiệp thiện, thì nó tạo thành 40 cái thiện nghiệp. Mình có thể làm cả cái 40 nghiệp thiện này cũng được, hoặc là mình có thể không làm, mình cũng không bảo người khác, mình không tán thán, nhưng trong tâm mình chỉ hoan hỷ khi thấy người khác làm, nó cũng tạo thành thiện nghiệp. Hoặc là mình tán thán người khác thì cái thiện nghiệp ấy nó còn mạnh hơn, hoặc là mình sai bảo người khác làm thì cái thiện nghiệp ấy nó còn mạnh hơn cái tán thán, hoặc là tự mình làm thì cái thiện nghiệp đấy là lớn nhất. Những cái thiện nghiệp nào cũng vậy, cứ tự mình làm thì cái thiện nghiệp đấy nó mới thật sự là cái thiện nghiệp, cái ngon, nó có lợi ích, có công đức lớn. Tự tay mình là tự thân mình là 40 hạng người, và những cái thiện nghiệp này nó đi với 8 cái dục giới đại thiện tâm. Khi mình khởi lên cái tâm thiện thì cái mức độ thiện nó, cái nghiệp nó yếu hay nó mạnh, nó tùy thuộc vào cái tâm này. Cái tâm thiện này nó mạnh hay nó yếu này. Đấy, ví dụ như là một cái tâm mà nó có hoan hỷ ở trong đấy thì cái thiện nghiệp nó mạnh. Cái tâm mà khi mình làm mình không hoan hỷ thì nghiệp ấy nó thường, nó không có mạnh. Cái thiện nghiệp mình làm mà mình có trí tuệ, trong cái lúc mình làm mình có sự hiểu biết, thì cái thiện nghiệp đấy là nó được đi kèm với trí tuệ. Có những cái thiện nghiệp mình làm mà mình không có sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây là hiểu biết cái nghiệp ấy. Ví dụ mình làm một cái việc gì đó, mình biết đây là thiện nghiệp và nó sẽ để lại cái quả an vui, thì đấy là cái tâm ấy, là mình làm cái thiện nghiệp ấy là có trí tuệ. Nhưng mà có những khi mình làm mà mình chỉ biết là mình đang làm một cái việc tốt, nhưng mình không biết rằng nó sẽ có quả. Những cái người mà người ta không tin có đời sau, hoặc là người ta không biết đời sau có hay không, người ta hoài nghi, thì cái người đấy sẽ làm được thiện nghiệp nhưng không có tuệ, không có trí. Về cái trí của họ là hoài nghi, nó đi với tâm si, hoặc người ta không tin là người ta đi với tâm tà, tâm tà kiến. Thì cái thiện nghiệp đấy là thiện nghiệp có trí, hoặc là thiện nghiệp ly trí. Thiện nghiệp nó có hoan hỷ, hoặc thiện nghiệp nó không có hoan hỷ. Nếu mà cái thiện nghiệp hoàn hảo nhất là nó vừa có cái sự hoan hỷ, nó vừa có cái trí tuệ ở trong đấy, đấy là thiện nghiệp hoàn hảo nhất. Còn cái thiện nghiệp kém nhất đó là cái thiện nghiệp không có hoan hỷ, không có mình làm với một cái tâm thụ động, tức là bị người khác sai khiến mình mới làm, ép buộc mình mới làm. Thì cái tâm, cái thiện nghiệp ấy là yếu nhất, là khi có cái sự tác động của người khác mình mới làm, chứ mình không có chủ động nè. Đấy là những thiện nghiệp thuộc về dục giới. Thì những cái thiện nghiệp thuộc về dục giới khi nó cho quả, nó sẽ cho quả ở có bao nhiêu cõi. Nên cõi thiện dục giới nó có bao nhiêu cõi? Cõi thiện dục giới 6 cõi trời dục giới phải không? Và một cõi người. Vậy khi nó cho quả ở một cái cảnh giới, nó chỉ cho quả ở 7 cái cảnh giới, đó là ở cõi người và 6 cõi trời dục giới. Những cái thiện nghiệp này khi nó trổ quả, nó sẽ trổ quả ở 7 cái cõi đấy.
khi nó cho quả theo cảnh giới thì là gì? Một là mình sinh lại làm người thì mình sẽ được hưởng cái phước sống lâu sắc đẹp ăn vui sức khỏe trí tuệ, hoặc là sinh lên cõi trời thì mình được hưởng cái phước thuộc về cái nạc thú của thiên giới, được danh xưng, được nhan sắc, được thọ mạng, được đồ chúng đông, có trí tuệ. Đấy cũng là những cái thiện nghiệp thuộc về dục giới. Còn những cái thiện nghiệp thuộc về sắc giới, như từ sơ thiền đến ngũ thiền, thì nó chỉ sinh về các cõi phạm thiên sắc giới. Khi nó cho quả, nó sinh về cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Có hai các cái cõi phạm thiên, 16 cái cõi phạm thiên, 3, 7, 9, 2, 11, 5, 16. Thiện nghiệp sắc giới nó sẽ cho về bao nhiêu cõi phạm thiên? Có 16 cõi phạm thiên là nó trổ quả của cái thiện nghiệp về sắc giới này. Sơ thiền có mấy cõi? Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ tịnh. Cứ tứ thiền thì nó bao gồm cả 5 cái cõi tịnh cư thiên nữa. Tức là cái người mà sinh về cõi tịnh cư thiên là của các bậc thánh bất lai, cũng tái sinh với cái tâm của tứ thiền và sinh về cõi tịnh cư thiên. Còn vô sắc giới thì khi nó chủ quả, nó chỉ có chủ quả ở 4 cái cõi vô sắc giới. Người hành đến thiền không vô biên xứ thì sinh về cái cõi không vô biên xứ. Ai hành thiền thức vô biên xứ thì sinh về cõi thức vô biên xứ. Ai hành thiền vô sở hữu xứ thì sinh về cõi vô sở hữu xứ. Ai hành thiền phi tưởng phi tưởng xứ thì sinh về cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Đấy là khi nó chủ quả. Còn một cái nghiệp nữa, nghiệp siêu thế là nghiệp gì? Có mấy nghiệp siêu thế? Nghiệp siêu thế là sơ quả, sơ đạo, tức là quả đạo dự lưu, sơ đạo. Khi thì khi mà mình cái đạo, khi mà cái tâm đạo khởi lên, tức là một cái người hành thiền tuệ, một người này muốn có được cái nghiệp siêu thế thì người đó bắt buộc phải hành thiền tuệ, thiền vipassana. Và khi mà hành thiền vipassana cho đến khi nó chín mùi, vì vì đó thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã trên năm uẩn và các nhân của năm uẩn, cho đến khi nào vì đó thể nhập với vô thường, hoặc là vì đó thể nhập được với cái sự khổ, hoặc là thể nhập được với cái vô ngã, thì cái lúc đấy cái tâm đạo, do cái tâm giác ngộ, cái tâm giác ngộ về sự thật, về cái sự vô thường của vô ngã, nó khởi lên vì nó thấy được sự thật. Thấy được sự thật có nghĩa là, tức là vì nó thấy được Niết Bàn. Thì cái tâm đạo là cái tâm đầu tiên nó thấy Niết Bàn, là cái tâm đầu tiên nó thấy sự thật, thấy Niết Bàn. Thì cái tâm đấy là tâm đạo, thì cái tâm đấy là tâm thiện, cái tâm đấy là tâm thiện. Thì ngay sau cái sát na của tâm thiện đấy, nó để lại tâm quả ngay, tức là sơ đạo. Một cái có sơ quả ngay tức thì, tức là người chứng đắc được tuệ đạo thì cái đạo ấy nó cho quả ngay sau cái sát na sau đó. Thì sát na trước là tâm thiện, sát na sau là tâm quả. Vậy nên nó trổ quả ngay tức thì, cái tâm cái thiện nghiệp siêu thế. Thì những cái tâm đạo là những cái thiện nghiệp siêu thế, và những cái tâm quả là những cái quả của nghiệp siêu thế. Tâm quả là quả của nghiệp siêu thế. Như một vị chứng được quả dự lưu thì cái tâm đạo nó khởi lên, nó đoạn trừ các cái phiền não, và vị đó an trú ở trong cái tầng thiền siêu thế. Và khi an trú trong tầng thiền siêu thế là vị đó đang hưởng quả, hưởng quả ngay tức thì. Cho nên nó mới gọi là pháp của Đức Thế Tôn, đến không có thời gian ngăn cách, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác hiểu, là cho quả tức thời, là cái pháp mà cho quả tức thời. Đó chính là cái pháp pháp siêu thế, cái pháp tâm đạo. Cái người mà được sơ đạo thiện nghiệp thì có sơ quả,
thiện nghiệp, tức là ta quả nó trổ ngay từ lập tức. Người là nhị đạo thiện nghiệp thì có nhị quả thiện nghiệp, tam đạo thiện nghiệp có tam quả thiện nghiệp, tứ đạo thiện nghiệp thì có tứ quả thiện nghiệp. Vậy thì nghiệp siêu thế nó sẽ trổ quả ngay tức thời. Một na sát na trước là tạo nghiệp, sát na sau hưởng quả. Đấy là cái nghiệp siêu thế, nó không có chờ đợi. Nghiệp thần thông, cái người hành thiền định thì là thần thông là kết quả thiền định, còn siêu thế này là kết quả của thiền tuệ. Hai loại thiền khác nhau. Người nào chuyên hành thiền tuệ, người đó sẽ nhanh chóng đi đến cái đạo quả siêu thế, các thánh quả siêu thế. Người nào chuyên tâm hành thiền định, người đấy sẽ đạt được các năng lực về thần thông. Thì thần thông nó cũng sẽ cho quả ngay tức thời. Tức là cái người đó nhập vào các tầng thiền định, sau đó vị đó hành thuần thục với các pháp thiền định rồi, vị đó tác ý khởi các cái phát triển các cái năng lực thần thông. Vậy khi nào cái vị đó cái tâm thông nó khởi lên thì cái tâm thông ấy nó là tâm quả. Khi mà vị đó quyết định phát triển một cái năng lực thần thông nào đấy, thì ở cái sát na quyết định đấy là cái thiện nghiệp về thần thông, và cái thần thông nó được phát ra từ đó là cái quả của cái thiện nghiệp đấy, là thiện nghiệp thần thông, nó cũng cho quả ngay cái lúc mà vị đó đang phát triển cái năng lực thần thông đấy. Như vị đó muốn bay chẳng hạn, vị đó quyết định ta hãy bay lên hư không, thì cái lúc vị đó quyết định như vậy là cái thiện nghiệp thần thông, vị thân vị đó bay lên hư không, thì cái lúc đấy là cái quả đấy nó trổ quả, cái nghiệp thiện đấy nó trổ quả ngay trong cái lúc vị đó phát triển thần thông. Và cái nghiệp về thần thông thì nó không để lại cái nghiệp tái sinh cho kiếp sau, nó không để lại nghiệp. Tức là vị đấy có thể ở cái đời này vị đó tu luyện chứng được các năng lực thần thông, thì những cái thiện nghiệp về thần thông ấy nó không có trổ quả trong cái lúc vị đó đi tái sinh, nó chỉ trổ quả ngay cái lúc vị đó đang phát triển thần thông. Cái nghiệp siêu thế này thì nó sẽ cắt đứt những cái kiếp tái sinh của vị đấy, làm cho vị đấy cắt đứt các cái đời sống tái sinh. Nghiệp siêu thế thì nó có cái năng lực đoạn trừ các cái vòng luân hồi sinh tử. Đấy là sự tổng quan về các cái nghiệp. Hết nghiệp à. Hiểu về nghiệp chưa? Thông suốt về nghiệp chưa? Hiểu về nghiệp đi, kiếp sau sinh ra chắc chắn là người tam nhân. Tại chúng sinh ở thế gian này không có hiểu về nghiệp, cho nên chúng sinh cứ rối ren như một tổ kén bùng, như một cuốn chìm. Tại thế gian không hiểu đâu là nghiệp, đâu là quả của nghiệp. Có những cái niềm tin khác nhau, có những cái hành động khác nhau, có những cái tư tưởng điên đảo khác nhau. Khi mà đã hiểu về nghiệp rồi thì mới biết rằng cái gì nó cũng có nhân có duyên của nó. Ta mình mới biết rằng ta là chủ nhân của nghiệp, ta là thừa tự của nghiệp, ta là thai tạng của nghiệp, ta là quyến thuộc của nghiệp. Tất cả chúng sinh khác cũng là chủ nhân của nghiệp, chúng sinh khác cũng là thừa tự của nghiệp, chúng sinh khác cũng là thai tạng của nghiệp, chúng sinh khác cũng là quyến thuộc của nghiệp. Tức là tất cả chúng sinh ở thế gian này may mắn, hạnh phúc hay là khổ đau bất hạnh đều do mình tạo ra, không có ai là ban cho mình cái khổ đau hạnh phúc, cũng không có ai là cái người trừng phạt mình phải khổ đau hết. Do mình tạo cái gì thì bây giờ mình là cái người chủ nhân của cái nghiệp này, mình hưởng cái quả của do chính mình tạo ra. Khi đã hiểu được nghiệp rồi thì mình biết nên tạo cái nghiệp gì và nên tránh cái nghiệp gì. Mình muốn cái gì thì mình phải
tự mình tạo ra cái đấy, như một cái người chủ, một cái người thợ gốm, người ta muốn cái gì, hình thù gì thì tự người ta nặn ra cái hình thù đấy. Cũng vậy, mình muốn cái đời sống tương lai của mình như thế nào thì mình tự nặn ra cái đời sống tương lai như thế vậy. Muốn đời sống tương lai khổ đau thì mình tự mình nặn ra khổ đau. Mình muốn hạnh phúc, mình tự mình nặn ra hạnh phúc. Mình muốn cao thượng thì cũng do tự mình tạo. Muốn hạ liệt tự mình tạo. Muốn sinh tử cũng là do mình tạo ra. Muốn thức niết bàn cũng là do mình tạo ra hết. Đấy là vấn đề của nghiệp. Nghiệp và quả của nghiệp. Nghiệp đến đây là hết, hết nghiệp ha. Kitam le punyam asa kwa khatam vaham hotu. Kitam le punyam nipanasa pachado hotu. Mama punya bhagam sabasatanam pachemi te sape me samam punya bhagam napantu santu santu.